Em chào chị nè, chào chị Huyền Chi nha, chào chị Linh Ngọc và Linh Nguyễn Ngọc Phượng này. Rồi em chào mọi người nha, rồi em chào tất cả các chị yêu này. Rồi chị yêu nào đang xem live của em thì cho em một nút chấm này. Rồi 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 chào mọi người nha. Rồi chấm bài tương tác lên cho em đây nào các chị ơi, mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân nha. Hôm nay chào chị con cá này. Rồi hôm nay em xả đồ tập kim nha các chị ơi, đồ tập này, áo tập nha mọi người ơi, đồng giá 29k. Áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài nha, siêu đẹp nha. Rồi chấm bài tương tác lên cho em nào. Rồi đầu like em sẽ tặng 0 đồng, áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài nha. Nên là các chị chia sẻ đủ lên nhóm cho em, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nào, áp dụng là chia sẻ bài. Đầu like em sẽ tặng 0 đồng, em tặng 0 đồng cho các chị nhé. Tấm bài tương tác lên trên đây nè. Em sẽ tặng 0 đồng con này nha mọi người ơi, một con màu hồng siêu đẹp luôn cho em sẽ tặng 0 đồng. Áp dụng cho chị nào là người chia sẻ bài, chia sẻ đủ lên nhóm cho em và các chị bật chế độ công khai. Phải hiện mình là người chia sẻ các chị ơi, hiện mình là người chia sẻ nha. Rồi chấm bài cho em đi nào mọi người ơi, chị nào thấy em không nào? Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nhá. Chấm và chia sẻ bài cho em 2 lần lên trang cá nhân các chị ơi. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em nào. Và các chị bật chế độ công khai cho em nhá, cho chị Tươi Vũ này rồi em chào mọi người nhá. Rồi chào chị Phan Thị Thúy Hằng này, hôm nay em xả đồ tập nha mọi người ơi, đồng giá 29k. Áp dụng là chia sẻ bài các chị ơi, đồng giá 29k áp dụng là chia sẻ bài này. Rồi riêng đầu like em sẽ tặng 0 đồng cái em đang cầm các chị ơi. Em sẽ tặng 0 đồng cho chị nào là người chia sẻ bài và hiện mình là người chia sẻ các chị ơi. Nên là chị nào đang coi like của em thì cứ chấm bài tương tác lên cho em và chia sẻ nhiều mạnh tay lên cho em các chị yêu ha. Rồi rồi em chào mọi người này, rồi chào tất cả các chị yêu nha. Rồi chấm bài cho em đi nào các chị ơi. Cứ chấm bài cho em nha mọi người ơi, chấm và chia sẻ bài cho em mỗi chị 2 lần lên trang cá nhân, 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hộ cho em nhá, để bật chế độ công khai giúp em luôn nào. Rồi đại lớp view cho em đi nào mọi người ơi, lên 30 người rồi em sẽ bắt đầu like, em sẽ tặng 0 đồng nha. Rồi cảm ơn chị Lê Thị Huệ này. Dạ bao nhiêu ship, bao nhiêu sản phẩm ship ạ? À? Nói chung là không bao nhiêu cái chị ơi, cứ đơn 80k đổ lên là em gửi hàng chị yêu này, cứ đơn 80k là bên em gửi hàng được nha. Rồi cảm ơn chị Phan Thị Thúy Hằng người chia sẻ nhá, cảm ơn chị Linh Nguyễn Ngọc Phương là người chia sẻ này. Rồi đầu like em tặng 0 đồng đẩy lực view trên đây nào mọi người ơi. Rồi cảm ơn chị Lê Thị Huệ là người chia sẻ nhá, em cho chị Kim Nhung này. Rồi đẩy lực view bệnh tay trên đây nào mọi người ơi, rồi em bắt đầu like em sẽ tặng 0 đồng cho các chị yêu nhá. Rồi comment mã cho em mọi người, comment mã cho em 0 đồng và kèm lô số cho em nhá. Lên cho em mã 0 đồng dành cho chị nào từ 40 tới 55 ký mặc vừa luôn cho em được nha. Nên là các chị mặc thoải mái cho em. Hàng này là hàng Mỹ cho em các chị ơi. Lên cho em mã 0 đồng và kèm lô số cho em và chốt cho em mã 0 đồng này. 0 đồng và kèm lô số cho em ạ, chốt cho em mã 0 đồng. Comment đúng mã các chị ơi, 0 đồng và kèm lô số cho em, không phải mã hồng đâu nha. Rồi lên cho em mã 0 đồng và kèm lô số cho em ạ, comment đúng mã em đọc nha mọi người nha. Rồi lên cho em mã 0 đồng, áp dụng cho chị nào chia sẻ bài, các chị phải chia sẻ bài cho em. Còn nói chung là có qua có lại các chị ơi, các chị phải chia sẻ bài cho em là em mới tặng. Rồi lên cho em mã 0 đồng, 0 đồng và kèm lô số cho em mà chốt cho em mã 0 đồng nha. Rồi mã 0 đồng chị Phan Thị Thúy Hằng này, 0 đồng chị Phan Thị Thúy Hằng này. Rồi chốt thêm sản phẩm để em gửi hàng chị Phan Thị Thúy Hằng nha. Chốt thêm cho em này, nói chung đơn cứ 80k đổ lên là em ship hàng được nha. Rồi bây giờ em sẽ like luôn nè, đồng giá 29k áp dụng là chia sẻ bài nha, đồng giá 29k. Rồi một con đầu like còn nguyên tang mạch nha mọi người, con này còn nguyên tang mạch luôn cho em này. Con này còn nguyên tang mạch nhé, dành cho chị nào 50-55kg mặc vừa nha. 50-55kg mặc vừa, 50-55kg mặc vừa, 29k A12 cho em này. 29k A12, không đồng em hết rồi chị đẹp ơi. Em nói thật cho hàng như này, còn nguyên tang mạch không bao giờ mà có giá 29k đâu các chị ơi. Nhưng mà hôm nay em xả sập xà luôn. Chị Linh Phương Ngọc sau mất rồi chị yêu ơi. Chị Lê Thị Huệ cũng sau rồi nhá. Rồi con này lên cho em A12, A12 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Con này chị nào tầm 50-55kg là mặc đẹp cho em. Bởi trước con này em bán 49k, 59k. Hôm nay em xả cho các chị 29k. Lên cho em A12 kèm điện thoại mọi người ơi. Chốt cho em A12, con này còn nguyên tang mạch. A12 kèm số mọi người ơi. Các chị phải comment mã kèm số điện thoại trên cùng một dòng để em sẽ chốt hàng các chị ơi. Comment mã kèm số. Các chị không comment mã và comment mã nhưng mà không kèm số là em không có chốt hàng, em sẽ nhường cho người sau các chị ơi. Nên là các chị phải comment mã kèm số điện thoại luôn cho em trên cùng một dòng nha. A12 chị nào chốt A12 thì lên số đi chị Phương Nguyên ơi. Chốt hàng thì lên số cho em đây nè. Rồi lên cho các chị một con màu nu ha, dành cho chị nào từ 45 tới 55kg đều mang đẹp cho em. Con này có mút luôn các chị ơi, con này có mút luôn nha. Từ 45 này, 45 tới 55kg đều mang đẹp cho em nhá. Chị yêu nào lấy comment A246 cho em ạ, A246 các chị yêu này. Chốt cho em A246 nhé mọi người, lên cho em A246 nhá. A246 kèm số cho em ạ. Chốt mà A12 thì lên số đi chị Phương Nguyễn ơi.
Rồi lên cho em A246 trên điện thoại luôn cho em A246 đấy. A246 29K A246 cho em. A246 mọi người nhắn lên cho em A246 đấy. Đa phần là có mút hết các chị ơi. A246 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho các chị này. A246 chị Dung Bùi, A246 chị Dung Bùi nha. Rồi chị Phương Nguyễn ơi, chị mở hàng mà chị không lên số các chị ơi. Rồi lên cho các chị một combo group siêu đẹp nha mọi người này. Đồ ngủ hả? Gọi là hàng đã đi rồi người đẹp ơi. Rồi dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này, từ 40, 40 tới 53 ký mắc vừa cho em ạ. 40 tới 53 ký mắc vừa nha. 40 tới 53 ký mắc vừa A76 cho em. 40 tới 53 ký mắc vừa A76 này. Rồi A76 nha các chị yêu ơi, chốt cho em A76 này từ 40 tới 53 ký mắc vừa nha. Đây, 40 tới 53 ký mắc vừa lên cho em A76 cho em và chốt cho em A76 nhá. A76 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Chấm mai lên cho em đi nào mọi người. Dạ đồng giá em có ghim ở ngoài rồi chị ơi, đồng giá 29k nhá, chốt đơn từ 80k đổ lên em ship hàng này. Rồi em còn mã A12, em còn A16 chị nào lấy comment cho em A16, A12, A76, A12 nhá. Rồi lên cho chị một con màu đỏ có mút này, 246 hoặc 246 chị xong mất rồi chị Linh Phương Ngọc. Phương Ngọc ơi mạng chị chậm này. Rồi con này, trời ơi, con này còn nguyên, nói chung là con này, trời ơi nó mới, các chị ơi, con này còn mới 100% luôn cho em, là một con màu đỏ có mút luôn cho em nha. Con này có mút luôn các chị ơi. Nếu mà chị nào mà hay, nếu mà chị nào mà thấy cảm thấy nếu mà muốn mặc thoải mái, mặc ở nhà mùa hè mà mặc thoải mái, các chị nên mặc mấy cái con như này ha. Tại vì có độ co giãn, không có bị gò bó như áo ngực mình hay mặc ha. Nên là cái này, tại vì nó có mút nữa này, mình mặc rất là thoải mái luôn. Rồi con này dành cho chị nào từ 40, 246 em hết rồi chị ơi, 246 em hết rồi em còn mà A76 với lại A12 nha. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 tới 55 kg đều mang đẹp cho em. 40 tới 55 kg lên mang đẹp, 40 55 kg mang đẹp, A150 cho em A150 này. Con này có mút nha mọi người, mút mỏng, A76 chị Linh Phương Ngọc Phượng này, A76 chị Linh Nguyễn Ngọc Phượng này, chốt đủ đơn từ này. Đơn 80k đổ lên em ship hàng chị nha. Lên cho em A150 con này siêu đẹp luôn, từ 40 tới 50 55 kg mặc vừa. A150 thay vì cái chị là mùa hè cái chị hay mặc cái áo mà áo bị gò bó thì các chị nên mặc mấy cái áo như này cực kỳ thoải mái luôn cho em ha. A150 cho chị ạ. A150 chị Phan Thị Thúy hàng dồn đơn, A150 Phan Thị Thúy hàng dồn đơn này. Chị Phan Thị Bích Thảo sau, chị Ngọc Điệp cũng sau rồi nha. Em còn rất là nhiều mẫu luôn. Rồi lên cho chị một con màu xám siêu đẹp, dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này, 40 tới 53 ký mặc đẹp cho em. 40 tới 53 ký mặc đẹp đây. Trời ơi xinh chưa? 40 tới 53 ký mặc đẹp, mã 150 em hết rồi ha, em còn mã khác. Lên cho em mã A57 nha mọi người ơi. Lên cho em mã A57 siêu đẹp luôn, con này cho chị mã A57 nhá. A57 kèm điện thoại luôn cho em, con này dành cho tự nào 40 tới 53 ký mặc vừa. A57 nhá. A57 kèm điện thoại cho em mã A57 ạ. Lên cho em A57 ạ, cho em A57 rồi. A57 em còn A57. Rồi con này lên cho chị một con sọc hồng này. Con sọc hồng nha. Em còn A57 này. Rồi 50 tới 55 ký mặc vừa lên cho em mã sọc ha. 50 tới 55 ký mặc vừa lên cho em mã sọc, 50 55 ký mặc vừa. Lên cho em mã sọc và kèm mua số cho em ạ. Chị nào mà hay đi tập, chị nào mà hay đi tập nên chốt mấy cái con như này nha. Mặc cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em mã sọc, em còn mã sọc nha các chị ơi, em còn mã sọc 150 em hết mất rồi nha. Rồi lên cho chị một con kim sa này. Tầm 40 tới 53 ký mặc vừa, lên cho em mã kim sa. Anh nhũ này, lên cho em mã kim sa 57 Nguyễn Phượng, chốt hàng lên số đi mọi người ơi, comment mã kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi con này lên cho em này, chốt cho em mã kim sa này đồng giá 29k các chị ơi, lên cho em mã kim sa. Kim sa kèm luôn số cho em mà chốt cho em mã kim sa. Rồi, đây con màu xám này giống con màu đẹp màu đỏ hồi nãy đây, nhưng mà chỉ khác màu thôi nha. Một con màu xám siêu đẹp luôn, có mút luôn cho em các chị ơi. Dành cho chị nào 45 tới 55 ký mặc vừa nha. A57 chốt hàng thì lên số cho em đi chị này. Rồi con này chị nào 45 tới 57 55 ký mặc vừa, 45 55 ký mặc vừa A72. A72 con này nha mọi người, A72 cho em mà chốt cho em mà A72 có mút luôn cho em mặc cực kỳ thoải mái nhá. Rồi lên cho em mà A72. A72 kèm mua số cho em mà chốt cho em mà A72 này. A72 rồi, 57 này, 57 chị Linh Nguyễn Ngọc Phượng dồn đơn, Phan Thị Thúy Hằng sau mất rồi nha, Phan Thị Thúy Hằng sau mất rồi nè. Các chị chọn cho em đổ từ 3 con, nói chung là cứ từ 3 con, 4 con gì đó, 4 con đổ lên nhá. Rồi lên cho các chị một con kệ sọc này, A57 này, A57 còn không? A57 hết rồi. A72 chị Phan Thị Thúy Hằng dồn đơn, Quỳnh Mây sau mất rồi nha. Rồi con này siêu đẹp luôn cho em này, dành cho chị nào từ 40, 40 tới 52 ký mắc vừa cho em này, 40 tới 52 ký mắc vừa.
40 tới 52 kg mặc vừa. Trời ơi, lai lai phải lai từ từ chứ đâu phải là lai như gió chị mẹ em Trang ơi. Lên cho em A197 này, cho em A197 này, A197 người ta cũng lai phải lai từ trên xuống dưới chứ. Kim Sa thì Kim Nguyễn Ngọc Phượng, Kim Sa Kinh Nguyễn Ngọc Phượng này. Rồi lên cho em A197 con này, cho em A197 đồng giá 29k A197 nhá. A197 và kèm luôn số này. Rồi lên cho chị một con màu sáng sáng tí này. Rồi con này siêu đẹp luôn, cho em kiểu dây chéo ở phần phía sau cho em ha. Tầm 45 tới 55 kg mặc vừa, 45 tới 55 kg là mặc đẹp cho em à. 45 tới 55 kg mặc đẹp. Chị nào lấy con này chốt cho em A58 đi. Chốt cho em A58 mọi người nhá, lên cho em A58 con này, chốt cho em A58. 45 tới 55 kg mặc vừa A58 cho em. 45 tới 55 kg mặc vừa A58 á. Rồi lên màu tím siêu đẹp này, một con hàng hiệu này. Rồi lên cho chị một con màu tím nhá. Trời ơi xinh chưa? Một con màu tím từ 40 tới 53 kg mặc vừa. 40 tới 53 kg mặc vừa tím cho em ha các chị ơi. 40 tới 53 kg mặc vừa. 40 53 kg mặc vừa tím cho em mọi người. Lên cho em mã tím 57 em hết rồi chị Phạm Diệu sau mất rồi nha. Em còn mã tím này. Em còn mã tím, em còn A58 nhá. Rồi chị đang lấy comment mã kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu đen này, con đen này sẽ... con đen này là size to cho em ha. Con đen này là size to, có dây gài ở phần phía sau như vậy nha mọi người này. Có phần dây gài ở phía sau nha. Con này có mút cho em luôn ha. 50 58 kg mắc vừa, 50 tới 58 kg mắc vừa lên cho em mặt đen. Tìm cho chị Quỳnh Mây kéo số ở trên ạ. Rồi tím Quỳnh Mây chốt đủ đơn nha chị Quỳnh Mây nhá. Rồi con này lên cho em mặt đen. Mặt đen và tím luôn số cho em ạ. Hả? A58 chị Quỳnh Mây luôn tại vì em không thấy comment. Bên nào không thấy comment. Rồi con này lên cho em mã đen nha các chị ơi, cho em mã đen này, mã tím này, mã tím hết rồi. Lê Thị Huệ sau mất rồi nha. Em còn mã đen, chị nào lấy comment cho em mã đen. Mã đen và kèm lưu số cho em ạ, chốt cho em mã đen nha. Đen và kèm lưu số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu xám này. Chất liệu vải, nói thật chứ cái chất liệu vải con này cực kỳ mát luôn cho em này. Đen cho chị Phan Thị Bích Hảo, chị ơi cho em, chị yêu ơi cho em lại số nha. Tại vì bên em cũng biết là chị là khách cũ rồi, sau Tết là bên em app nó cập nhật lại ấy. Nên là chị cho em lại số chị Phan Thị Bích Hảo nhá. Rồi lên cho chị một con xám siêu đẹp này, tầm 40 tới 55 kg là mặc vừa cho em ạ. 40 55 kg mặc vừa nha. 40 tới 55 kg mặc vừa. Chị yên nào lấy comment A239 con này, cho em A239 này. 40 tới 55 kg mặc vừa A239 siêu đẹp nha. Trời ơi cái chị nhìn phần phía sau cho em này. A239 này, A239 màu xám cực kỳ sáng da luôn cho em A239 cho em. Phan rồi ok chị Phan Thị Bích Hảo này. A239 này, A239 kèm điện thoại luôn cho em A239 ạ. Rồi A239 nha mọi người, một con bra ngang này, một con bra ngang. A239 cho chị Phạm Diệu. A239 chị Phạm Diệu chốt đủ đơn nha người đẹp ha. Rồi lên cho chị một con bra ngang 50 58 kg mắc vừa. 50 58 kg mắc vừa lên cho em mã bra. 50 58 kg mắc vừa lên cho em mã bra. 50 58 kg mắc vừa lên cho em mã bra này. Mã bra và kèm mua số cho em ạ. Rồi mã bra có mình đúng mã cho em đi chị ơi. 239 chị Phạm Diệu rồi này, 239 chị Phạm Diệu rồi, không phải mã xám, mã xám là mã nào chị ơi? Phải các chị comment đúng mã cho em là có đơn các chị ơi, comment sai mã là không được đơn nha. Rồi em còn mã bờ ra, chị nào lấy comment cho em mã bờ ra ha. Rồi đây cho chị một con màu đen này, con này chất liệu vải cực kỳ dày dặn luôn cho em mà cực kỳ thoải mái nha mọi người ha, nó không có bị gò bó như mình mặc à như hay mình thường mặc áo ngực nha. Nó chị nào mà hay đi tập hoặc là đi tập thể dục hoặc là đi đi tập gym cực kỳ, em nói thật luôn cực kỳ thoải mái luôn cho em này. Rồi dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 55 kg đều mang đẹp. 40 tới 55 kg mang vừa A138 cho em, A138 này. Rồi 40 tới 55 kg mang vừa A138 cho em. 239 em hết rồi nha. Rồi lên cho em A138, A138 kèm thoại kèm điện thoại luôn cho em A138 này. Rồi A58 còn không chị? Rồi A58 hết rồi nhá. Em còn mã A138, chị nào lấy comment cho em A138 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu xám size to này mọi người này, một con màu xám size to 50 này, chị nào tầm 50 58 kg mặc vừa cho em. 50 tới 58 kg mặc vừa size to này, 50 58 kg mặc vừa một con màu xám này. 50 58 kg mặc vừa A11, A11 nha các chị ơi, cho em mã A11. Rồi A11 nha mọi người ha, A11 này. Rồi 50 58 kg mặc vừa A11 cho em ạ. Chị nào có thấy em không này, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm với này. Các chị ơi, các chị có thấy em không? A11 nha mọi người, lên cho em A11 nha. A11 kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu trắng sáng đấy. A138 chị Trang Ruby này, A138 chị Trang Ruby này. A138 chị Trang Ruby. Rồi con này dành cho chị nào Trang Ruby để sang bên nha, có đơn hồi tối hay sao. A138 chị Trang Ruby. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 53 kg một con hiệu của Lining hàng
một con hàng hiệu của Lining này mọi người này, một con hàng hiệu của Lining nha. 138 chị Trang Zombie rồi này, chốt đủ đơn cho em, đơn từ 3 can, 3 con đổ lên em ship hàng mọi người nha. Lên cho em mã trắng, con này một con hàng hiệu của Lining này, lên cho em mã trắng đấy. À Diệp Lê ơi, đơn áo dài nói chung là đơn của hôm qua là trong ngày nốt hôm ngày hôm nay là sẽ có nữ nhân viên địa chỉ nhá. Tại vì đơn nhiều nên là gọi chậm trễ một chút xí này. Rồi con này lên che mặt trắng mọi người nhá, cho che mặt trắng này. Trắng và kèm lô số che mặt tầm 40-55 ký mắc vừa, lên che mặt trắng nhá. Trắng và kèm lô số che mặt em còn mặt trắng mọi người ha, em còn mặt trắng này. Rồi lên cho các chị một con ràng ri này, một con ràng ri siêu đẹp cho em. Một con ràng ri tím này mọi người này, dành cho chị nào tầm 50 tới 56 ký mắc vừa cho em ạ, 50-56 ký mắc vừa. 50-56 ký mắc vừa, chị nào lấy comment A291 nha, A291 kèm điện thoại cho em ạ. A291 kèm số cho em ạ, A291 nha mọi người ơi. A291 kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con nguyên tang mạc luôn cho em ạ, con này màu xám có mút luôn cho em. Chị nào mà thích kiểu dạ có mút cho em này, màu xám dạ có mút nhá, nó hơi bị lắm về các chị giặt ra là được cho em. Nhưng mà con này còn nguyên tang mạc, tại vì do để trong kiện á, nó bị lắm một chút xíu thôi, về các chị giặt ra cho em ha. Lên cho em mã xám này 40 tới 50 ký mặc vừa, cái này size nhỏ cho em. Lên cho em mã xám và kèm lưu số cho em ạ, 40 50 ký mặc vừa nha. 40 tới 50 ký mặc vừa lên cho em mã xám ạ. Chấm mã cho em đi nào mọi người ơi, chị nào còn thấy em nữa không? Rồi lên cho các chị một cơ màu tím đây. Bờ này là màu tím cánh sen cho em này, cực kỳ đẹp luôn, còn nguyên tang mạc luôn ha. Dành cho chị nào có tầm từ 45 tới 55 ký mang vừa, 45 tới 55 ký mang vừa, lên trên mã còn tên. 45 tới 55 ký mang vừa lên trên mã còn tên này, các chị ơi, chốt trên mã còn tên, đồng giá 29k. Mã xám chị Phan Thị Bích Hảo này, xám chị Phan Thị Bích Hảo nha. Rồi con này lên trên mã còn tên này, mã còn tên kèm vô số trên 40 tới 55 ký đều mang đẹp cho em ạ. 40 tới 55 ký đều mang đẹp ha. Rồi lên cho em mã còn tem, chốt cho em mã còn tem này, mã còn tem Thùy Dung Trần này, chốt đủ đơn luôn cho em ạ. Hôm nay xả sập sàn luôn, đồng giá 29k, siêu phẩm của 29k luôn. Rồi lên cho chị một con chữ siêu đẹp này, cái này các chị nào mà hay đi tập hoặc là chị nào mà hay đi bơi gì cũng được luôn các chị ơi. Đây, nhìn cái phần phía chữ cho em, phần phía dưới này. Còn tem chị Thùy Dung Trần. Rồi con này lên cho em mã chữ nha mọi người, cho em mã chữ này dành cho chị nào từ 45 tới 55, 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa lên cho em mã chữ nhé. 45 tới 55 ký mắc vừa, chốt cho em mã chữ này. Chữ và kèm lô số con này có mút luôn cho em mã, chốt cho em mã chữ nhé. Chữ và kèm điện thoại luôn cho em mã, 45 55 ký mắc vừa lên cho em mã chữ này. Chữ và kèm số điện thoại luôn cho em ha. Chốt cho em mã chữ này. Trời ơi con này cũng xinh luôn cho em này. Dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53 ký mắc vừa, còn tên hết rồi nhé. 40 tới 53 ký mọi người, chị nào lấy có mặt A68 cho em, và chốt cho em A68 này, chữ chị Văn Thị Bích Thảo ạ. Rồi con này lên cho em A68 và chốt cho em A68 này, dành cho chị nào tầm 45 này, 45 tới 53 ký mọi người, 55 ký mọi người. A68 kèm điện thoại luôn cho em A68 này, chốt cho em A68 ạ. A68 kèm số cho em A68 nha mọi người, lên cho em A68. Lên cho em A68, em còn A68 ạ. Rồi lên cho chị một con màu trắng này, dành cho chị nào cỡ tầm 50 này, 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa, 50 55 ký mắc vừa A106 cho em. 50 55 ký mắc vừa A106 nha mọi người ha. 50 55 ký mắc vừa A106 kèm điện thoại cho em ạ, 50 55 ký mắc vừa A106 này. Ủa các chị ơi, chấm bài cho em mấy này, các chị không thích đồ tập hả? A106 này. A106 kèm số điện thoại luôn cho em ạ, A106 này, còn tem em hết rồi nha. Rồi A106 Thùy Dung Trần dồn đơn, A106 Thùy Dung Trần dồn đơn này. Thùy Dung Trần cho thêm một con nữa cho em ha. Rồi lên cho chị một con bờ ra ngang này, một con bờ ra ngang còn nguyên tang mạc luôn cho em này. Từ 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 tới 53 ký mắc vừa nha. 40 tới 53 ký mắc vừa. Chị em nào lấy comment cho em mã bờ ra, chốt cho em mã bờ ra, một con bờ ra ngang lên cho em mã bờ ra này. Lên cho em mã bờ ra nha, mã bờ ra. Rồi một con hiệu của Nike này các chị này. Rồi một con hàng hiệu của Nike này, lên cho em mã hiệu nha các chị ơi, từ 40 tới 53 ký mắc vừa lên cho em mã hiệu, 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 tới 53 ký mắc vừa lên cho em mã hiệu nha. 40 tới 53 ký mắc vừa, chốt cho em mã hiệu, hiệu và kèm lưu số cho em. 40 tới 53 ký mắc vừa lên cho em mã hiệu ạ, hiệu và kèm số điện thoại luôn cho em mã hiệu nha. Rồi lên cho chị một con xanh này, 106 còn không? 106 hết rồi nha. Rồi em còn mã hiệu, rồi dị dành cho chị nào từ 40 tới 52 ký mắc vừa nha. 40 tới 52 ký mắc vừa này, 40 52 ký mắc vừa mã xanh. Lên cho em mã xanh, xanh nha mọi người, chốt cho em mã xanh, 40 tới 52 ký mắc vừa xanh cho em ạ. Rồi mã xanh nha.
Rồi cái này để cho nè. Dành cho chị nào có tầm từ 45, 45 tới 53 ký mặc vừa. Rồi mã bra chị Võ Thị Như Ý này, mã bra chị Võ Thị Như Ý này. Mọi người chốt đủ đơn cho em nha mọi người ơi. Đơn nói chung là cứ 30 ba cái đổ lên là em ship hàng nha các chị, rằng chốt đủ đơn cho em từ ba cái đổ lên em ship hàng nha. Rồi mã xanh chị Quỳnh Mây dồn đơn. Rồi mã hiệu Võ Thị Như Ý luôn nhá. Mã hiệu chị Võ Thị Như Ý luôn này. Rồi con này chị nào lấy comment cho em ạ A04 này mọi người, A04 nhá. A04 cho em ạ, 55 ký quay là mặc vừa A04. Lên cho em ạ A04 kèm số cho em ạ A04 nhá mọi người ha. Lên cho em ạ A04, A04 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu xám này, con này có mút trên này, chị nào thích kiểu màu sáng sáng một tí này. Dành cho chị nào tầm 50-58 ký mặc vừa nhá. 50-58 ký mặc vừa, ok Quỳnh Mây. 50-58 ký mặc vừa A64, lên cho em A64 hiệu hết rồi hả? Em còn hiệu khác, chị ơi, hiệu Lining cũng có này, hiệu Kappa cũng có luôn, hiệu Nike cũng có luôn nhá. Lên cho em A64 và kèm luôn số cho em A64 con này. Còn mút luôn cho em nhưng mà mút mỏng nha, A64 nhá. A64 kèm điện thoại luôn cho em. Lên cho em A64 này. Rồi lên cho chị một con của Champion. Champion này, bao giờ live sương sáng? Dạ cỡ tầm em cũng chưa biết nữa chị ơi, sương sáng hả? Chắc cỡ tối hoặc là mai gì đó chị nhá. Chắc cỡ tối hoặc là mai gì nè, em sẽ live sương sáng nhá. Rồi mã xanh em hết rồi nè. Rồi con này, một con của Champion. Một con của Champion này. Một con của Champion siêu đẹp nha mọi người. Dành cho chị nào 40 này, 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 tới 53 ký mắc vừa của một con của Champion. Lên cho em A50. Cho cho em A50 nha các chị ơi, lên cho em A50. A50 và kèm mua số cho em ạ. Cho em A50 Champion nhá, A50. A50 và kèm mua số cho em ạ. Cho em A50 này. A50 nhá. A50 và kèm điện thoại luôn cho em ạ. A50. Rồi, con này dành cho chị nào này. Dành cho chị nào từ 40 tới 55 ký mắc vừa luôn cho em ạ, tại vì giãn này giãn mạnh hơn. Rồi 40 55 ký mắc vừa. A198 chốt cho em A198 đấy, lên cho em A198 nhá. A198 kèm luôn số cho em ạ. Lên cho em A198 mọi người, chốt cho em A198 nhá. A198. Rồi con này mút mỏng cho em này các chị ơi, con này mút mỏng nhá, siêu đẹp luôn ạ. Cực kỳ sexy. Ren ren nha các chị ơi, ren ren cho em này, mặc đi bơi gì cũng được nè mọi người. A50 Võ Thị Như Ý ạ, A50 Võ Thị Như Ý. Rồi con này siêu đẹp luôn, trên mã ren dành cho chị nào mặc size cỡ tầm size con này, chị nào mặc cỡ tầm từ 45, 45 tới 53 ký, bạn 54 ký mặc vừa luôn, trên mã 45 tới 54 ký mặc vừa. À 480 ký hả? A198 này, A198 Phạm Diệu này, A198 Phạm Diệu dồn đơn. Rồi con này lên cho em mã ren nha các chị ơi, cho trên mã ren từ 45 tới 53 ký mắc vừa. 45 tới 53 ký mắc vừa. Con này có mút mỏng lên cho em mã ren và kèm số cho em ạ, chốt cho em mã ren. Mã ren và kèm đô số cho em ạ, chốt cho em mã ren. À giờ ơi có size to, size to hả? Hả? 129 một áo. Cái gì mày nói gì? Không, không. Rồi chấm mai lên cho em đi nào mọi người. À, một cái vẫn ship. 129 rồi ạ. Ừ, 129 mà một cái vẫn ship. Rồi mã ren này, mã ren cho chị Phạm Diệu này. Mã ren chị Phạm Diệu này. Một con qua 129 chứ gì. 129 mà đúng không? Áo dài 129 mà. Ừ. Một cái vẫn ship mọi thứ chứ không ship. Rồi 198, 198 là của chị Phạm Diệu rồi này. Mã ren em hết rồi nha. Rồi lên cho chị một con bra ren này các chị này, dành cho chị nào 50 55 ký mặc vừa nha. 50 tới 55 ký mặc vừa, 50 tới 55 ký mặc vừa. Con này có mút cho em ạ. A59 cho em ạ, chốt cho em A59. Lên cho em A59 nha mọi người, chốt cho em A59, chốt cho em A59 này. Rồi lên cho chị một con trắng còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ. Lên cho em còn tem. Lên cho em còn tem, chốt cho em còn tem. 45 55 ký mặc vừa còn tem. 45 55 ký mặc vừa nhá. 45 55 ký mặc vừa, chốt cho em còn tem. Chốt cho em còn tem kèm số mọi người, lên cho em còn tem. A59 hả? A59 này, A59 cho chị Dung Bùi dồn đơn, A59 Dung Bùi nha. Rồi 45 tới 55 ký mắc vừa, 45 tới 55 ký mắc vừa. Chị em nào lấy comment A247 cho em A247 này. A247 nha mọi người. Rồi A247 nhá, A247 kèm số cho em A247 ạ. Rồi con này một con bra ngang này các chị này, một con bra ngang. Chị nào mà thích kiểu bra ngang này. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 53 ký mắc vừa. Lên cho em A112, chốt cho em A112.
4553 ký mặc vừa A112, chốt cho em A112. Chị thoát ra vô lại chị Linh Phương Ngọc ơi. Là nó nói chung là chị mà nếu mà chị thoát ra vô lại thì mạng chị tự động nó nhảy lên này. A59 em hết rồi. Comment đúng mã cho em chị ơi, comment đúng mã cho em, cái mã kia là mã trắng là mã con tem hả? Ờ con tem chị Sơn Hàng, con tem chị Sơn Hàng. Chốt đủ đơn cho chị Sơn Hàng ơi, chốt đủ đơn cho em nhá. Rồi lên cho các chị một con màu dạ quang này, con này của Trăm Biển. Một con của Trăm Biển nha mọi người, một con của Trăm Biển. Tầm 40 tới 53 kg mắc vừa, 40 53 kg mắc vừa lên trên mã xanh. 40 53 kg mắc vừa chốt trên mã xanh, 40 53 kg mắc vừa xanh cho em ạ. Xanh. Rồi con này có mút luôn cho em ạ, kiểu phần phía dưới là dạng theo cho em ha. 50 58 kg mắc vừa cho em ạ. Không, cái này có tầm 5 60 kg luôn cho em các chị ơi. Con này size to chỉ là mặt size to này. 60 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã thêu. 60 kg quay đầu mặc vừa chốt trên mã thêu. 247 là cái nào chị? 247 chị Linh Phương à, Linh Nguyễn Phương Ngọc. Rồi con này lên trên mã thêu có màu đen nhiều nha em ơi. Thêu thêu và kiếm mua số cho em ạ, chốt trên mã thêu nhé. Mã thêu. Rồi đen đây, đen đây. A112 cho chị Sơn Hằng, A112 chị Sơn Hằng dùng đơn. Sơn Hằng chốt thêm một con cho em nè. 60 ký cái mã thêu vừa rồi 60 ký này chị nhé. Rồi con này dành cho chị nào 55 ký quay đầu mặc vừa mã đen, 55 ký mặc vừa nha. 55 ký quay đầu mặc vừa lên trên mã đen. 55 ký quay đầu mặc vừa chốt trên mặt đen ạ, à, mặt đen và kèm mua số cho em ạ. À. Rồi con này vải cực kỳ dài dặn và cực kỳ xịn cho em này các chị này. Cực kỳ dài dặn và cực kỳ xịn cho em nha. Dồn xanh này, dồn xanh cho chị Võ Thị Như Ý nhá. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 53 ký mặc vừa. 40 tới 53 ký mặc vừa nha. 40 53 ký mặc vừa. A149 cho em ạ, à, chốt cho em ạ A149. Rồi mã theo cho chị Đức Tiến này, Đức Tiến chốt thêm cho em hai con em gửi hàng nhá. Đức Tiến chốt cho em hai con rồi em gửi hàng này. Rồi con này size to luôn cho em nè các chị này. 50-58 ký mắc vừa cho em. 50-58 ký mắc vừa. 50-58 ký mắc vừa A231. A231. 50-58 ký mắc vừa A231. À 149 nè, 149 nè, 149 chị Mai Huỳnh không lên số nhá. Chốt cho chị Phan Thị Thúy Hằng ạ. Rồi con này lên cho em ạ A231, A231. Mọi người comment mã kèm số này. Băng Tâm chốt hàng lên số cho em đi chị Băng Tâm ơi. Mai Huỳnh sao mất rồi nha. Mai Huỳnh chọn xong khác cho em ạ. Băng Tâm chốt mã đen thì lên số cho em đi này. Rồi lên cho chị một con màu xanh này. Màu này là màu xanh cho em. Còn nguyên tang mạc luôn nha mọi người. A231 chốt hàng lên số cho em đi chị này. Ờ, Văn Thị Thúy Hằng. Mã đen chốt hàng lên số chị ơi. 1231 chốt hàng phải mọi người ơi, comment thông cảm cho em, comment mã kèm số điện thoại cho em với các chị ơi. Xin số của chị sao mà khó dữ vậy này. Rồi 231 kèm số điện thoại cho em đi mọi người. Rồi con này dành cho chị nào 50 55 ký mặc vừa, người like với lại người chốt hàng là khác nhau nên là không biết là khách nào khách mới, khách nào khách cũ đâu nha. Nhiều lúc các chị nhiều chị chốt ra chốt cho nhiều trên like nhưng mà đến lúc gọi thì gọi không được nên là em không có biết được nha. Rồi mã đen chị Sơn Hàng dồn đơn. Rồi con này chị nào lấy comment cho em mã xanh này, mã xanh nha mọi người, chốt cho em mã xanh. 50 55 ký mắc vừa một con của Champion nữa. Lên cho em mã xanh và kèm luôn số này. Rồi mã xanh nha. Rồi ok Vui Nguyễn này, 231 cho chị Vui Nguyễn này. Vui Nguyễn chốt thêm em gửi hàng cho chị nhá. Đơn 80k đổ lên em ship hàng này. Rồi lên cho chị một con size to nữa này. 231 của chị Vui Nguyễn rồi này. Rồi chị Băng Tâm xong mất rồi nha. Em nhường cho người khác rồi. 50-58 ký mặc vừa luôn cho em ạ. 50-58 ký mặc vừa size to thì ít nên là chị nào mà size to thì nhanh tay hốt nha. 50-58 ký mặc vừa lên cho em ạ xám. 50-58 ký mặc vừa xám cho em. 50-58 ký mặc vừa xám nha mọi người. 50-58 ký mặc vừa nha. 50-58 ký mặc vừa chốt cho em ạ xám ạ. Thấy chị Thu Hoài nhưng mà chị chốt hàng chị không lên số nên là em nhường cho người sau rồi. Rồi lên cho em ạ xám con đó nhé. Chốt cho em ạ xám rồi lên cho chị một con hồng này. Chốt cho em mã hồng tầm 40 tới 53 ký mắc vừa hồng cho em. 40 tới 53 ký mắc vừa lên cho em mã hồng nhé. 40 tới 53 ký mắc vừa lên cho em mã hồng ạ. À. Hồng kèm điện thoại luôn cho em mã hồng nhé. Rồi màu này là màu siêu đẹp luôn cho em này. Màu này màu nổ cho em. Rồi mã xám chị Thu Hoài này, bây giờ Thu Hoài mới được đơn nha. Giá chốt đủ đơn cho em ạ. À. Đức Tiền sau mất rồi nha. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 53 ký mắc vừa A210. 40 53 ký mắc vừa A210. 40-53 ký mắc vừa A210, A210 kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu tím nhạt nha mọi người. Lên cho chị một con màu tím nhạt này. Dành cho chị nào từ 40 tới 53 ký mắc vừa một con hiệu của Nike này. Một con cửa hiệu của Nike nha các chị ơi, cho em ạ hiệu này. Từ 40 tới 53 ký mắc vừa.
Len che mã hiệu 40-53kg mắc vừa hiệu nhé. 210 chị Mai Huỳnh. 210 chị Mai Huỳnh, chốt đủ đơn cho chị Mai Huỳnh nhá. Chốt đủ đơn cho em 3 con đổ lên ạ. Rồi em còn mã hồng, em còn mã hiệu, em còn mã xanh. Rồi lên cho chị một con xanh này. Con này có mút cho em, chị nào mà tin tin hốt liền con này cho em ạ. Sao chị Thu Hoài ơi, sao nè. Giờ dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53kg mắc vừa nhá. 40 tới 53kg mắc vừa. Rồi mã hiệu này, mã hiệu Mai Huỳnh có đơn chưa? Rồi mã hiệu cho chị Mai Huỳnh, mã hiệu đây chị Mai Huỳnh. Rồi chị nào từ 40 tới 52kg mắc vừa A211. A211 nha mọi người, 53kg quên là mặc vừa A211 cho em ạ. 210 là cái nào chị? A211 hả? Cái mã gì ta? Mã hồng này, mã hồng chị ạ. Em ở Đắk Lắk á chị ơi. Có đen chị này, mã hồng chị Linh Nguyễn Phương Ngọc, Ngọc Phương. Linh Nguyễn Ngọc Phương. Rồi em còn A211 nhá. Có đen chị ơi, đen nhiều nhá. Đen nhiều. Rồi lên cho chị một con của bao nhiêu một áo? Dạ chị ơi 29k một áo, chốt từ 3 áo đổ lên em ship hàng chị yêu ơi. Rồi lên cho chị một con màu đen này, dành cho chị nào trời ơi, để cho một con của Champion này, dành cho chị nào của tầm từ 45 tới 55kg mắc vừa luôn cho em ạ. 45-55kg mắc vừa đen, 45-55kg mắc vừa đen, 45-55kg mắc vừa, chốt cho em ạ đen ạ. 45-55kg mắc vừa nhé, lên cho em ạ đen. Mã đen và kèm mua số cho em ạ, chốt cho em ạ đen. Rồi, con này màu xám trên này, màu này là màu xám xi măng cho em ạ. Từ 40 tới 52kg mắc vừa, 40-52kg mắc vừa. Chị Yên nào lấy comment A121 để A211 có. A211 cho chị Mây. Lên cho em A121, con này A121 cho em. A121 nha mọi người. Rồi cái này size nhỏ cho em này, mã đen này, mã đen cho chị Vui Nguyễn dồn đơn, mã đen chị Vui Nguyễn dồn đơn này. Chị Mai Huỳnh sau nha. 40-50kg mắc vừa lên cho em mã hồng. Con này size nhỏ 40-50kg mắc vừa hồng cho em ạ. 40-50kg mắc vừa hồng nhé. 40-50kg mắc vừa hồng. Rồi cái này size to này. Cái này size to chị nào mà size to này. 50-58kg mắc vừa luôn cho em ạ. 50-58kg mắc vừa. 50-58kg mắc vừa A08. Các chị ơi cho em mã A08 xin cho. Lên cho em mã A08 chị nào mà hay đi tập thể dục này hốt nhanh nha. Lên cho em mã A08 mã đen em hết rồi nha. Rồi lên cho em mã A08 nha mọi người, cho em mã A08 đây, em còn A121 A08. Em còn A101 là A08 đây. Chị nào lấy comment đúng mã kèm điện thoại luôn cho em nha. Rồi lên cho chị một con màu xanh dạ quang này. Một con màu xanh dạ quang siêu đẹp luôn cho em ạ. Dành cho A08 chị Thu Hoài dồn đơn. Rồi dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 52kg mắc vừa. 40-52kg mắc vừa A405. A405 mọi người, cho em A405 ạ. A405 kèm số cho em mọi người ơi, A405 nhá. Rồi mã hồng này, mã hồng chị Linh Phương Ngọc, Linh Nguyễn Ngọc Phượng ạ, Linh Nguyễn Ngọc Phượng nha. Rồi con này size nhỏ còn nguyên tang mạc luôn cho em mà size nhỏ nhé. Rồi con này size nhỏ cho em này, các chị ơi, con này size nhỏ này có mút luôn cho em ạ. Có mút luôn nha, như kiểu áo ngực kỵ. Rồi lên trên mã còn tem, chốt trên mã còn tem, mã còn tem. Còn tem A08 hết là 405 còn không? 405 chị Mai Huỳnh dồn đơn. Rồi con này lên cho em mã còn tem, chốt trên mã còn tem. 40-50kg mắc vừa còn tem. Rồi cái này là bra dành cho chị nào mà size to này, bra dành cho chị nào size to. Đây chị ơi, 60kg luôn cho em, các chị ơi 60kg quay đầu luôn cho em này. Một con size to này lên trên mã ren và kèm đua số cho em ạ. Cái này là bra nhá. Cái mút bên trong nó bị gấp lại này. Cái này sửa lại được cái mút bên trong nha. Rồi chị nào lấy comment cho em mã bra, size to cho em là 60kg quay đầu lên cho em mã bra đây, size to đây chị này, lên cho em mã bra nha. 405 hết rồi đúng không? 405 của chị Mai Huỳnh rồi. Rồi em còn mã size to, chị nào lấy comment cho em mã size to nha. Mã size to kèm điện thoại luôn cho em ạ. Rồi lên cho chị một con tím beo này mọi người này. Dành cho chị nào có tầm 45 tới 55kg mắc vừa mã beo. 45-55kg mắc vừa lên trên mã beo ạ. 45-55kg mắc vừa lên trên mã beo. Mã beo và kèm mua số trên mã. Mã còn tem là cái nào? Mã còn tem chị Băng Tâm này. Còn tem chị Băng Tâm này. Còn tem chị Băng Tâm. Rồi lên trên mã beo nha mọi người. Chốt trên mã beo này. 53kg mắc vừa lên trên mã beo nhá. 53kg quay là mặc vừa. 53kg quay là mặc vừa lên trên mã beo. Mã beo. Rồi lên cho chị một con hiệu của Nai này. Một con hiệu Nai, lên cho em mã hiệu này.
dành cho chị nào tầm 55 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã hiệu. 55 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã hiệu này. Hiệu nhá. Năm mươi lăm ký mặc vừa hiệu nha mọi người, cho che mã hiệu nha, hiệu kèm điện thoại luôn cho em ạ. Chấm mai lên đi này các chị ơi, rồi lên một con màu xanh, rồi lên cho chị một con màu xanh dành cho chị nào từ 40-55 ký mặc vừa luôn cho em ạ. 40-55 ký mặc vừa, 40-55 ký mặc vừa A97 nha mọi người, cho che mã A97 này. Beo chị Linh Phương, Linh Nguyễn Ngọc Phương, beo Linh Nguyễn Ngọc Phương. Rồi tím đây mọi người này. Một con màu tím cho em. Mọi người dám chốt đủ đơn cho em nha mọi người ơi. Rồi 40 tới 53 ký mắc vừa, 40 53 ký mắc vừa tím. Tím nhá, màu tím. Đen size to này, đen size to này. Mai. Hiệu, mã hiệu cho chị Mai. Hiệu là cái đen kia, hiệu là cho chị Mai. A97 cho chị Mai Huỳnh. Rồi 50-58 ký mắc vừa nha, 50-58 ký mắc vừa. 50-58 ký mắc vừa, chị yêu nào lấy comment A216, A126. A126 nhá, 50-58 ký mắc vừa. A126 trên mà A126 này. Lên trên mà A126 ạ. A126 trên mà. Rồi bà ra này. 55 ký quay đầu, 40-55 ký mắc vừa mà nu. 40-55 ký mặc vừa nu. Lên cho em mặt nu, mặt nu. Mặt nu, rồi con này có mút cho em nè mọi người này. Mặt nu. Rồi. A126 cho chị Đức Tiến này, Đức Tiến cho thêm một con nhé. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 55 ký mặc vừa ha. 40 tới 55 ký mặc vừa, 40 55 ký mặc vừa. Chị yêu nào lấy comment A213 cho em ạ. Cho em A213. Rồi một con màu hồng này. Dành cho chị nào mà cỡ tầm 40-45 ký mắc vừa nha. 40-45 ký mắc vừa. Hồng. Vẽ hồng nha. Hồng nha các chị ơi. Cho em mã hồng. 213 này, 213 chị Dung Bùi. 213 chị Dung Bùi. Rồi lên màu đỏ này. Chốt cho em màu đỏ nha mọi người, lên cho em màu đỏ này. Rồi từ 45 này, 45 tới 55 ký mắc vừa nha. 45 55 ký mắc vừa đỏ. 45 55 ký mắc vừa đỏ cho em ạ. 45 55 ký mắc vừa đỏ. Đỏ nhé. Rồi lên cho chị một con xám này, kiểu dạng xám yếm cho em này, cho em mã xám nhá. Dành cho chị nào tầm 40 55 ký mắc vừa. 40 55 ký mắc vừa xám. 40 55 ký mắc vừa xám cho em ạ. Xám. Mã hồng băng tâm. Mã hồng băng tâm. Rồi 40 tới 53 ký mắc vừa. 40 53 ký mắc vừa nha, mút mỏng ạ. Lên A425, A425. 53 ký quay là mặc vừa A425, cho chị mã A425. Mã xám hết rồi, em còn mã đỏ A425. Xám hết rồi nhé. Lên cho chị một con hồng này. Bra hồng nhá, bra ngang hồng cho em này, bra ngang. Lên cho em mã 01 đi, mã 01 và kèm số điện thoại luôn cho em ạ. Từ 40 tới 55 ký mắc vừa luôn cho em, con này dạng được nhé, dạng tốt cho em ạ. 40 55 ký mắc vừa. Lên cho em A01. A01 cho em A01, 40 55 ký mắc vừa A01 cho em ạ. Rồi con này có mút nha mọi người, con này có mút nha. Từ 40 tới 52 ký mắc vừa, 40 52 ký mắc vừa. A248 cho em A248 đấy. 52 ký quay đầu mặc vừa A248, lên cho em A248. 52 ký quay đầu mặc vừa A248, kèm điện thoại cho em A248 á. Rồi lên cho chị một con màu hồng rút này, một con màu rút rút nhẹ nhẹ ngang ngang nha. Nhẹ nhàng này, hồng rút nhẹ nhàng. Dành cho chị nào cỡ tầm này, con này có mút luôn cho em mọi người ơi, con này có mút luôn nha. Dành cho chị nào 45 tới 58 ký luôn cho em ạ.
Co giãn được cái chị ơi, co giãn tốt từ 45 tới 58 kg đều ok cho em. 45 tới 58 kg mặc vừa, tại vì cái này có nói chung là chun 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 thoải mái cho em, chun co giãn được nhé. Chị nào lấy công hàm A275, A275 từ 45 tới 58 kg đều mang vừa cho em. Rồi A275, A275. 425 là cái nào? 425 chị Như Quỳnh cao chốt đủ đơn cho em ạ. A275 nha mọi người, 58 kg quay đầu. A01 cho chị Băng Tâm. A01 đây chị Băng Tâm. À A01 cái bra ạ. A275 nha mọi người, chốt cho em A275 này. Rồi lên cho chị một con xanh còn tem này. A275 chị Thu Hoài dồn đơn. A275 Thu Hoài. Vi Thị Tươi sau mất rồi nha. Vi Thị Tươi chọn con khác cho em ạ. Quỳnh Như cao chốt đủ đơn luôn cho em ạ. A275 Thu Hoài. Rồi mã hồng, hồng kia 01 á là của chị Băng Tâm. Cái hồng á. Ừ, 01 chị Băng Tâm. 275 là của chị Thu Hoài. Rồi 40 tới 50 kg mắc vừa cho em ạ, còn tem 40 50 kg mắc vừa còn tem. 40 50 kg mắc vừa lên cho em ạ, còn tem. 40 50 kg mắc vừa cho em ạ, còn tem. Còn tem kèm điện thoại luôn cho em ạ. 40 50 kg mắc vừa còn tem. Rồi cái này size nhỏ trên này dành cho bé cỡ khoảng 30 35 kg mắc vừa. Còn tem luôn nhá. 30 35 kg mặc vừa lên trên mã bé này, mã bé nhá mọi người, chốt trên mã bé này. Chốt trên mã bé nhá, mã bé phải kèm hô số trên mã, chốt trên mã bé ạ. Bé. Hai 75 em hết rồi. Em còn mã bé. Con này có dây cài. Rồi có mút luôn nha mọi người, cái này có mút luôn cho em này. Rồi con này có mút luôn nha, các chị ơi siêu đẹp luôn cho em ạ. Dành cho chị nào 45 tới 55 kg thì ok hết cho em ạ. 45 tới 55 kg mang vừa. Có mút luôn nha, A36 này, màu này cực kỳ đẹp luôn cho em A36. Chốt cho em A36 nha mọi người, A36 cho em ạ. A36. Chốt cho em A36. Rồi cái này size to trăm biển này, một con của trăm biển nha. Size to của trăm biển. Lên cho em mã trắng. 50 58 kg mắc vừa trắng cho em này, 50 58 kg mắc vừa nha. 50 58 kg mắc vừa cho em mã trắng, một con của trăm biển. Rồi một con của Fila. 40 tới 55, 40 tới 53 kg mắc vừa, 40 53 kg mắc vừa. 40 53 kg mắc vừa A426, A426. 53 kg qua là mắc vừa A426 cho em ạ. A426. A426 kèm điện thoại luôn cho em ạ. A426 này. Rồi cái này của Champion luôn này. Trắng cho chị Đức Tiến dồn đơn. Trắng chị Đức Tiến dồn đơn. Ừ. Trắng chị Đức Tiến. Rồi lên cho chị một con nguyên tang mạc luôn cho em này. Màu tím con nguyên tang mạc nha mọi người. Tím nguyên tang mạc. Rồi lên cho em mã tím nhá các chị này. 40 55 kg mặc vừa. A36 chị May dồn đơn. A36 chị May. Rồi lên trên mã tím 55 kg qua là mặc vừa tím này. Tím. Tím. 55 kg qua là mặc vừa tím cho em ạ. Rồi. A426 đâu? A426 cho chị Linh Như Quỳnh Cao. A426 như Quỳnh Cao. Rồi. Đây các chị này, các chị nào mà hay đi biển hay đi bơi này, chọn con này cho em đi này. Cực kỳ khuyến rũ luôn cho em ạ. Lên cho em là chị nào tầm 40 55 kg mặc vừa, 35 kg quay là mặc vừa. Chị yêu nào lấy comment A14, chốt cho em A14 này, A14 nhá. A14 nhá mọi người, chốt cho em A14 nhá. A14. Tím Phạm Diệu. Một con của Champion nữa ha. Một con của Champion. Võ Thị Như Ý sau rồi này. Rồi dành cho chị nào có tầm từ 50 58 kg mắc vừa nhá, 50 58 kg mắc vừa. 50 58 kg mắc vừa A257, A257 này. 50 58 kg mắc vừa A257 sơn hàng sau nha. A257 này, em còn A14. A257 này, A257 nhá, A257 này. A257 nha mọi người ơi. A257.
Phạm Thị Thu Huyền đó hả? Khi nào nhân viên điện thì báo chị ơi. Rồi lên cho chị một con còn tem này, A14 cho chị Mây. Rồi con này còn nguyên tang này, 40-55 kg mặc vừa nhá, 40-55 kg mặc vừa. Chị yêu nào lấy comment cho em mà A134, chốt cho em mà A134 này. A134. A134. Rồi đơn sản cho chị này, con này có mút này. Rồi có trắng chị ơi. Rồi con này có mút cho em này mọi người này. Từ 40 tới 53 kg. 40 tới 53 kg mặc vừa A133. 134, 134 hả? 134 còn không chị? 134 cho chị Vi Thị Tươi, Vi Thị Tươi chốt đúng đơn cho em ạ. 257 cho chị ở Mây. Rồi 53 kg quay đầu mặc vừa, 53 kg mặc vừa A133. A133 mọi người ơi, lên cho em A133. Chốt cho em A133. Rồi trắng này, trắng kem cho em này. Màu này là màu trắng kem nha mọi người. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 48 đến 48-55 kg mặc vừa. 48-55 kg mặc vừa nhá. 48-55 kg mặc vừa. 48-55 kg mặc vừa A127. A127 cho em ạ. A127 nha mọi người. 134 cho chị Vi Thị Tươi rồi nhá. A127 nên Vi Thị Tươi chốt đủ đơn ạ. A127 coi thử của chị Vinh Nguyễn Ngọc Phương đủ đơn rồi đúng không? 133 Phạm Diệu. 133 Phạm Diệu. Em còn 127 ạ. Em cũng không rõ là bao nhiêu cái chị ơi, nói chung là khi nào nhân viên điện rồi báo cho nha. A133 hết rồi, băng tâm sau mất rồi nha. Như Quỳnh Ca cũng sau này. A133 là cái con nào mà chốt nhớ. Này cái con nào, con đó à? Được coi giống con này không? Để em coi này. Rồi. Đâu khác từ để em coi con như con đó còn hay sao, tại vì thấy rất nhiều mà nhiều cái nó giống nhau á, để lát rồi cả chọn con khác nha mọi người. 133 hết rồi. 127 như Quỳnh Cao, 127 như Quỳnh Cao. Rồi cái này size to này mọi người, 60 kg quay đầu luôn cho em các chị ơi. 60 kg quay đầu mặc vừa, lên cho em mặt to. 60 kg quay đầu mặc vừa, cho em mặt to, chị nào mặc size to hốt cho em ạ. Lên cho em mặt to, 60 kg quay đầu mặc vừa. Một con bờ ra ngang này các chị nào, một con bờ ra ngang nhá, một con bờ ra ngang này. Siêu đẹp cho em này, một con bra ngang có mút luôn nha. Rồi con này 60-65 kg qua đầu luôn cho em các chị ơi. 60-65 kg qua đầu, lên cho em mã trắng. Cho cho em mã trắng nhá, trắng và kèm mua số cho em ạ. Lên cho em mã trắng đấy. Trắng. Trắng nha mọi người. Em còn mã to, em còn mã trắng đấy. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 này, 40 tới 53 kg mặc vừa. Trời ơi, nó đẹp. 40-53 kg mặc vừa nha. Chị yêu nào lấy A94, chốt cho em A94. Chốt cho em A94, lên cho em A94. A94 kèm điện thoại luôn cho em A94 ạ. Rồi lên cho chị một con xanh xanh ngọc. Mã to Đức Trí Hoàng Ngọc, chốt đủ đơn nhé chị nhá. Rồi lên cho chị một con xanh ngọc này. Một con xanh ngọc cho em ạ. Từ 40 tới 53 kg mắc vừa, 40 tới 53 kg mắc vừa nha. 40 tới 53 kg mắc vừa, 40-53 kg mắc vừa. Chị em nào lấy comment A18, chốt cho em A18. 53 kg quay là mặc vừa. 53 kg quay là mặc vừa A18 cho em ạ. 53 kg quay là mặc vừa A18. Lên cho em A18. Rồi con này cũng size to luôn cho em này. Con này size to nha mọi người ơi. Lên cho em chữ này, chốt cho em chữ này. Tầm 60-65 kg quay là mặc vừa, 60-65 kg mặc vừa, chốt cho em chữ này. 60-65 kg mắc vừa, chốt cho em chữ nhá, chữ và kèm vô số cho em ạ. Chị Đức Trinh Hoàng Ngọc á hả? 0969170. Chị Đức Trinh Hoàng Ngọc cho em lại số đi chị ơi, số chị bị thừa rồi nè. Rồi mã A94 chị Như Quỳnh Cao, A94 Như Quỳnh Cao. Đức Trí Hoàng Ngọc cho em lại số đi người đẹp ơi. Rồi lên cho chị một con trắng này, trời ơi con này còn nguyên tem mạc này. Chị Linh Ngọc Nguyễn Phương xong mất rồi nha. Con này còn nguyên tang mạc luôn cho em ạ. Rồi ok chị này, bớt cái số 0 ạ. Rồi A18 bớt cái số 0 ở giữa. Nãy em cũng nghi. Rồi A18 là cái nào? A18 chốt hàng lên số chị Thiên Lý Lam ơi. Chốt hàng lên số cho em đi này. Rồi con này dành cho chị nào 40 tới 55 kg mắc vừa này, 40-55 kg mắc vừa còn tem.
40-55 kg bắp vừa còn tem rồi. Ok chị Thiên Lý Lam này, Thiên Lý Lam cho thêm một con nữa, à hai con nữa em gửi hàng nha. Rồi lên trên mã còn tem kèm điện thoại luôn, trên mã còn tem. Rồi em còn mã còn tem nha. Em còn mã còn tem. Mã trắng Vi Thị Tươi. Mã trắng kia Vi Thị Tươi bà ra. Rồi chị nào từ 40 này, còn tem Vi Thị Tươi luôn. Ủa Vi Thị Tươi chọn cả còn tem cả 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 mã trắng hả? Hay sao? Có bần đúng mã cho em nhá. Chị chọn cả hai cái luôn hả? Rồi chị nào từ 40 tới 52 kg bắp vừa ha. A145 chốt cho em A145. 52 kg bắp vừa A145. À, không cần biết là bao nhiêu cái đâu chị ơi, cứ đơn cứ 80k đổ lên là em ship hàng, tại vì cái này có 29k nên là ở cỡ tầm ba con hả? Ba con nhỉ. Ba cái đổ lên là em được em gửi hàng rồi các chị ơi, ba cái đổ lên là em gửi hàng rồi nha. Rồi lên cho cái chị một cơ màu hồng. Cơ này có nút cài, có nút cài ở phần phía sau như vậy nha. Còn tem em hết rồi. Là cái bara kia chị có lấy không? Cái bara kia chị có lấy không? Xài cái bara kia đi. Các chị comment cái đúng mã cái em đọc đi. Chứ các chị comment như thế là đến lúc mà chốt là chốt tùm lum tùm la à. Rồi 50-58 kg mắc vừa A56. 50-58 kg mắc vừa A56 cho em. 50-58 kg mắc vừa A56 này. 50-58 kg mắc vừa lên cho em A56 này. Rồi tím 145 chị Thiên Lý Lam. Rồi A56 cho em con này 50-58 kg mắc vừa A56. A56 cho em, chốt cho em A56. Rồi ok. Các chị nghe rõ cái mã em đọc rồi các chị chốt rồi đến lúc rồi chọn lộ nữa nhá. A56 cho chị Đức Trí Hoàng Ngọc. Rồi 50-55 kg mắc vừa nhá, 50-55 kg mắc vừa. 50-55 kg mắc vừa A117. 50-55 kg mắc vừa A117 cho em. 50-55 kg mắc vừa A117 nha mọi người. A117 nhá. 50-55 kg mắc vừa. A117 ạ. Rồi lên cho chị một con màu hồng rút này. Rồi lên trên mã rút nha mọi người, cho trên mã rút từ 40 tới 52 kg mắc vừa mã rút. 56 hết rồi. Rồi lên trên mã rút, rút kèm điện thoại luôn trên mã rút còn nhiều mã nhá. Lên trên mã rút ạ, rút và kèm luôn số cho em. Rồi lên cho chị một con còn tem này. Trời ơi. Một con còn nguyên ta mạc luôn nha mọi người. Chốt trên mã còn tem. Từ 40 tới 53 kg mắc vừa còn tem, 40-53 kg mắc vừa. Lên trên mã còn tem nha các chị ơi, chốt trên mã còn tem. 40 tới 53 kg mắc vừa, lên trên mã còn tem. Còn tem, rồi lên cho chị một con bra đen này, siêu đẹp luôn, trời ơi, xinh chưa? Nhanh tay hút cái chị ơi, 45-55 kg mắc vừa, mặc mấy cái con như này cực kỳ thoải mái luôn cho em. 45 tới 55 kg mắc vừa, 45 tới 55 kg mắc vừa, con này có mút luôn các chị hả? Lên trên mã A61 này, lên trên mã A61 này. Chốt trên mã A61 nhé các chị ơi, 55 kg coi là mặc vừa A61 này. A61 cho em ạ, chốt trên mã A61 này. A61. A61 chấm mai lên đi này các chị này. Rồi lên cho các chị một con màu trắng này. Rồi 60 kg quay đầu mặc vừa cho em ạ mọi người ơi, 60 kg, 50-60 kg mặc vừa. 50-60 kg quay đầu cho em ạ, 50-60 kg này. A224 cho em A224. A224 có chị Thảo Nguyên ơi. Rồi A61 dung bùi. A224 kèm điện thoại cho em ạ, A224 này. Còn tem còn không chị? A224. Hả? Còn tem đâu? Không. Ừ. Rồi còn tem này, còn tem cho chị cỡ cái kia ra. Còn tem cho chị Thiên Lý Lam này. Rồi mã rút Linh Ngọc, Linh Nguyên Phương Ngọc Phương này. A61 hết rồi nha. A61 hết rồi. Mã rút của Linh Ngọc Phương. Linh Nguyên Phương Ngọc Phương ấy. A61 hết rồi nha. Rồi cái này size nhỏ này 45 40 45 kg mắc vừa. 40 45 kg mắc vừa A218. 40 45 kg mắc vừa A218. A218 thế là A218. A218. Rồi lên cho chị xanh này, 50 tới 58 kg mắc vừa xanh, 50 58 kg mắc vừa xanh. 50 58 kg mắc vừa chốt trên mã xanh. 50 58 kg mắc vừa chốt trên mã xanh. Xanh nha mọi người, xanh. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn trên này, một con màu đen. Nguyên tang mạc luôn à.
Rồi dành cho chị nào cỡ tầm 50-55 kg mắc vừa. 50-55 kg mắc vừa cho em mọi người thôi. 50-55 kg mắc vừa. Lên trên mã A88. A88, 50-55 kg mắc vừa A88. Cho chị em mã A88 nhé. 50-58 kg mắc vừa A88. Xanh cho chị Hoa Vũ này, Hoa Vũ chốt đủ đơn cho em 3 cái nhé. Rồi 40 tới 52 kg mắc vừa, 40-52 kg mắc vừa. 40-52 kg mắc vừa A02. Cho chị em mã A02, 52 kg quay là mắc vừa A02. 52 kg quay là mắc vừa A02. Cho chị em mã A02. 52 kg mắc vừa A02. Rồi lên hồng này. A02 Vi Thị Tươi. Rồi 50-58 kg mắc vừa lên trên mã hồng. Mã hồng này. 50-58 kg mắc vừa mã hồng cho em ạ. Mã hồng nha. A02 Vi Thị Tươi rồi. 60 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã to. 60 kg quay đầu mặc vừa to. A88. A88 Thao Nguyên không lên số này. A88 Võ Thị Như Ý ạ. Rồi con này lên trên mã to. 60 kg quay đầu to. 60 kg quay đầu to. Rồi con này có mút cho em 40 tới 52 kg mắc vừa. 40 tới 52 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A84 cho chị em A84 không hay hết. A84 kèm điện thoại luôn cho em A84 Hồng Đức Trí Hồng Ngọc. Rồi A84 không hay hết. A84. Rồi con này size to này có nút gai luôn cho em này. Chị nào mà bầu ngực to này, chị nào bầu ngực to thì hốt con này cho em nha. Chị nào bầu ngực to này. 50-57 kg mắc vừa nha, chốt cho em mã 129. Không hay hết rồi. Không hay hết rồi nha. Rồi dành cho chị nào từ 45 này, 45 tới 53 kg mắc vừa. 45 tới 53 kg mắc vừa nha mọi người, 45 53 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy comment A266 cho em A266 ạ. A266 cho em ạ, cho em A266 này. A266 kèm số cho em A266 nhé. A266. Rồi lên cho chị một con bra đen này. Đen ren cho em ạ. 40 tới 55 kg mắc vừa. Rồi 40 tới 55 kg mắc vừa. 40 55 kg mắc vừa A137. 40 55 kg mắc vừa A137 cho em. 40 55 kg mắc vừa A137 nha mọi người. A137. 40 55 kg mắc vừa A137 nhé. A137 ạ. A137. Rồi lên sàm cho các chị này. Rồi chị nào từ 40 45 kg mắc vừa. 40 45 kg mắc vừa này. 40 45 kg mắc vừa A215. 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 266 này. Trang Ruby có đơn chưa? Trang Ruby có đơn chưa? Rồi A266 chị Trang Ruby này. A266 chị Trang Ruby. Rồi lên trên mã 205 này, con này chị nào cỡ tầm 60 kg qua là mặc vừa 205. 60 kg qua là mặc vừa A205. 60 kg qua là mặc vừa A205, A205. 60 kg qua là mặc vừa A205. A205. A205 nha mọi người, A205. Rồi lên cho các chị một con nu có mút cho em này. 50-58 kg mắc vừa nhá. 50-58 kg mắc vừa, con này có mút ạ. 50 tới 58 kg mắc vừa. 50-58 kg mắc vừa cho em ạ. Chị nào lấy comment A130. 50-58 kg mắc vừa A130. 50-58 kg mắc vừa A130. 50-58 kg mắc vừa A130. A130. Rồi lên xanh này.
40 tới 52 kg mắc vừa, một con ở trăm biển. 40 52 kg mắc vừa. 40 52 kg mắc vừa. Chị yêu nào này có mặt A204. Con đi cà phê không trời ơi. A204 này. A204 kèm điện thoại luôn cho em A204 nhá. A204 ạ. Rồi lên cho các chị một con màu trắng nhá. Rồi lên cho các chị một con màu trắng 50 58 kg mắc vừa. 50 58 kg mắc vừa. A78 cho em A78. 50 58 kg mắc vừa A78 cho em. 50 58 kg mắc vừa A78. Con bé à? A78 con bé à? Cái nào làm gì? Bé ơi. Tưởng nó đang làm gì, kêu nó làm ly cà phê đấy. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 55 kg mắc vừa. 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên mảng tím ạ. 50 55 kg mắc vừa lên trên mảng tím kèm vô số cho em ạ. Chấm bài tương tác lên trên đi nào mọi người ơi. Like kiểu này em buồn ngủ lắm, ngủ từ trên ngắp lên ngắp xuống. Rồi lên cho chị một con màu hồng lên trên mảng tặng này, cho trên mảng tặng hồng. Ai đấy? Tặng hồng, bé ơi. Nhà mình còn cà phê không? Hết rồi hả? Hả? À à, 204 chị Mây, 204 chị Mây. Rồi con này lên trên mã tặng nha mọi người. Chốt trên mã tặng. Hôm qua cũng đủ sớm mà. Rồi con này siêu đẹp luôn trên này. À, không phải 1 giờ rưỡi chứ mày. 1 giờ rưỡi cầu chứ. Rồi chị nào từ 40 tới 55 kg mắc vừa. 40 55 kg mắc vừa 116 trên mã, chốt trên mã 116 nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa. Mã 116 trên mã. Tìm cho chị Mây, tìm chị Mây. Đó là em ngủ sớm này. Mọi hôm cái hồi đẹp lâu một toàn 1 giờ sáng, 2 giờ sáng ngủ. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 52 kg mắc vừa nhá. 40 tới 52 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy con mặt A19 cho em ạ. Chốt cho em ạ A19 52 kg quay lại mặt vừa nha. A19 kèm luôn số cho em ạ. Nhiều chị chưa có đủ đơn đâu ý. Các chị ơi chốt đủ đơn cho em đi nào. Không em khóc nữa. Rồi cho em ạ A19 nha mọi người. Lên cho em ạ A19 ạ. Rồi chị nào từ 40 tới 52 kg mắc vừa này, 40 tới 52 kg mắc vừa nha, A05. 40 52 kg mắc vừa A05. Rồi 40 tới 52 kg mắc vừa A05 ạ, A05 nha. Rồi A05. Chốt trên mà A05. Tặng về, tặng chị Linh Phương Ngọc Phượng này. Một 116 Lan Trần này, Lan Trần ơi lên số cho em đi chị Lan Trần này. Một 116 Lan Trần lên số cho em với chị yêu ơi. Rồi cái này size nhỏ cho em này. 50 55 kg mắc vừa nha. Một 116 Lan Trần chốt hàng lên số ạ. 50 55 kg mắc vừa. 50 55 kg mắc vừa A48 chốt cho em A48, lên cho em A48. Chị Thiên Lam ly đủ 3 cái nhá. 48. Đủ 3 cái rồi chị ạ. Là chờ đó chốt hàng lên số cho em ạ. Là chờ chốt hàng lên số cho em chị ơi. Không em nhường này. Rồi lên cho chị một con bra này. Lên cho chị một con bra nha. Dành cho chị nào từ 4555 kg mắc vừa mã bra. 4555 kg mắc vừa cho chị em mã bờ ra. Mã bờ ra kèm số cho em ạ. 4555 kg mắc vừa mã bờ ra. Mã bờ ra. À tối qua làm gì chị không có. Chị Lan Trần ơi tối hôm qua chị không có. Chị sao à. Hôm qua chị không có. Rồi ok chị Lan Trần thấy số này 116 Lan Trần này. Chốt đủ đơn cho em ạ. A48 chị Trang Ruby dồn đơn. Rồi dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53, 55 kg mắc vừa, 40, 55 kg mắc vừa mã đen, từ 16 Lan Trần, 48 Trang Ruby, 48 Trang Ruby, 16 Lan Trần, cái kia, cái màu đen, ừ,
Rồi con này lên trên mặt đen nha mọi người, cho trên mặt đen, mã 16 em hết rồi. Rồi con này lên trên mặt đen 50, 40 tới 55 kg vóc vừa đen. 40, 55 kg vóc vừa đen. Đen chị ơi, cho trên mặt đen. Đen các chị ơi. Rồi màu này là màu xám này, xám xi măng cho em này. Rồi từ 45 này, 45 tới 55 kg mặc vừa luôn cho em các chị ơi, giãn này. 45 tới 55 kg mặc vừa A103. A103, chốt cho em A103. A103, A103 nha mọi người, chốt cho em A103. 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 Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn này. 40 tới 50 kg mặc vừa lên cho em ạ, xanh. 40 50 kg mặc vừa xanh cho em ạ. 40 50 kg mặc vừa lên trên mã xanh. 40 50 kg mặc vừa xanh cho em. 40 50 kg mặc vừa xanh nha. Xanh. Mặc vừa xanh. 103. 103 chị Đức Trí Hoàng Ngọc. Rồi lên cho các chị một con màu đen siêu đẹp luôn nè. Dành cho chị nào từ 40 tới 50 kg mặc vừa con này thôi. 40 50 kg mặc vừa. A89 cho em ạ. 40 50 kg mặc vừa A89 ạ. 40 50 kg mặc vừa A89 này. A89 nhá. A89 ạ. 40 50 kg mặc vừa. A89. Rồi lên xám này. Rồi con này dành cho chị nào 50 58 kg mắc vừa. 50 58 kg mắc vừa A220. 50 58 kg mắc vừa A220 nha mọi người. A220. Xanh. Xanh còn tem cho chị Thiên Ly Lam. Rồi lên cho em mã A220. A220 nha mọi người. A220. A220. Rồi lên cho chị một con hồng này, dành cho chị nào tầm 40, 40, 50 kg mặc vừa. A220 Đức Trí Hoàng Ngọc, cho chị Văn Si Trần. 50 kg quay đầu mặc vừa nha. A105, cho chị em A105. A105. Rồi lên cho chị một con phù ba. Rồi lên cho chị một con Puma này. 40 55 kg mắc vừa nha, lên trên mã hiệu. 40 55 kg mắc vừa hiệu 220 hết rồi. A89 Linh Nguyễn Ngọc Phương. Rồi lên trên mã hiệu này, cho trên mã hiệu nha, lên trên mã hiệu này. Hiệu kèm vô số trên mã hiệu nha. Mã hiệu nha mọi người, hiệu. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 55 kg mặc vừa. 40 55 kg mặc vừa. Dạ không chị ơi, mã hiệu này. Hiệu thân mã làm gì có đơn. Hiệu chốt hàng lên số mọi người ơi. Rồi lên cho em là chị nào từ 40 tới 52 kg mặc vừa. Lên cho em A144, A144, A144 hiệu Phan Si Trần. A144 này. Phan Si Trần như cái cổ nhé. A144. Cho đủ đơn trên cùng một like luôn nha mọi người, em không có dồn hàng nha. Rồi cổ một con của Champion này. Một con của Champion nha, còn nguyên tang mạc luôn, 40 50 kg mặc vừa. 40 50 kg mặc vừa một con của Champion. Tốt luôn con này đi Văn Si Trần ơi, chốt cho em mã tím đấy, còn nguyên tang mạc luôn, cho em mã tím nha mọi người, chốt cho em mã tím nhá. Tím và kèm vô số cho em mã, chốt cho em mã tím. Tím. Rồi cái này size to cho em ạ, 50 58 kg mặc vừa ha. 50 không, cái này 60 kg luôn cho em, là 60 kg qua đầu mặc vừa lên cho em ạ, to. 114 cho chị Lan Trần tồn đơn, chốt cho em ạ, to. To. À, mã tím tồn đơn. Ủa, không thấy comment chị ơi. Không thấy comment nè. Kêu có thấy tím nào chị ơi? Tím đây cho chị Văn Si Trần. Tím đây chị Văn Si Trần.
Thì nếu mà em có thể đọc tên các chị comment mã cho em từ 2 tới 3 lần nhá. Trời ơi. Trời ơi, em muốn ngủ chết đi được. Cho 40 tới 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa nha. 40 55 kg mắc vừa A54. 40 55 kg mắc vừa A54, 40 55 kg mắc vừa A54. 40 55 kg mắc vừa A54, chốt cho em A54. Lên cho em A54. A54. Chốt cho em A54. Cho 40 tới 50 kg mắc vừa, 40 tới 50 kg mắc vừa nha. 40 50 kg mắc vừa A402, chốt cho em A402. Ủa em không thấy comment luôn chị Thùy Dung Trần ơi. A402 này chốt cho em A402. Sang chốt thêm một con nha chị Thùy Dung Trần ơi. A402. A402. Trời ơi nóng quá chị ơi, hay là mở cái cửa đi. A402. Mở nhỏ thôi, mở nhỏ thôi cũng được. Rồi A402 cho chị Trang Ruby này, A402 chị Trang Ruby. Rồi dành cho chị nào từ 40 50 kg mắc vừa size nhỏ cho em ạ, 40 50 kg mắc vừa nha. 40 50 kg mắc vừa ở bên em về kêu rồi. 50 kg quay được mặc vừa. A212. A212 mọi người, A212. 50 kg quay được mặc vừa A212. A212. Rồi. Dành cho chị nào tầm 50 này, 50 58 ký mắc vừa nha. A212 chị Lan Nguyễn này. A54 chị Linh Ngọc Phương này. Văn Si Trấn mới được 2 mà đúng không? Văn Si Trấn mới được 2 mà. 212 chị Lan Nguyễn này. Có 402 không? Lan Nguyễn chốt đủ đơn cho em á. Có 105 thôi à, làm gì có 402 đâu. À, chị Thu Huyền ơi, trong ngày hôm nay, nói chung trong ngày hôm nay sẽ có nhân viên điện trợ. Tại vì đơn nhiều á, đơn nhiều nên là có thể chậm chốt chậm trễ hơn một chút xíu. Nhưng mà trong nốt ngày hôm nay chị Thu Huyền nha, ráng nghe mày thêm nhé chị yêu ơi, ráng nghe mày thêm nha. Tại vì hôm qua đơn nhiều quá nên là chậm trễ nhá, gọi chậm trễ ạ. Rồi con này dành cho chị nào 50-58kg mắc vừa, 50-58kg mắc vừa nha. Lên cho em A431, A431 cho em. 50-58kg mắc vừa A431, chốt cho em A431. A431 nha, A431 cái điện thoại luôn cho em ạ. Chốt cho em A431 nha. Rồi đây một con màu trắng này. Rồi 60 kg quay đầu mặc vừa cho em các chị ơi, 60 kg quay đầu mặc vừa A38. 60 kg quay đầu mặc vừa A38 cho em. 60 kg quay đầu mặc vừa A38. 60 kg quay đầu mặc vừa cho em A38. 60 kg mặc vừa A38 cho em ạ. Rồi chị nào tầm 40 50 kg mắc vừa, 40 tới 50 kg mắc vừa. 40 50 kg mắc vừa nhá. 40 50 kg mắc vừa A95. 40 50 kg mắc vừa A95, 40 50 kg mắc vừa A95. Lên cho em A95. A95 kèm điện thoại cho em A95 ạ. Chốt cho em A95. Lên cho em A95. À, rồi ok, đơn thì nói chung là ngày hôm nay sẽ nhân viên điện, nếu mà muộn nhất thì cỡ tầm mai nha, cỡ tầm mai chị Linh gọi cho Phương nha. Rồi có này 40 50 kg mắc vừa cho em ạ, 40 50 kg mắc vừa nha. 40 50 kg mắc vừa, chị yêu nào lấy comment A427. A427 nha các chị ơi, A427. A427. Đã nóng rồi phải còn kêu nữa. Có đầu chưa? A427 nha mọi người, A427 cho em ạ. Rồi lên cho chị một con đen này.
dành cho chị nào có tầm 60 kg quay là mặc vừa mà đen, 60 kg quay là mặc vừa đen thêm mà 60 kg quay là mặc vừa đen. Rồi 50-58 kg mặc vừa, 50-58 kg mặc vừa cho em này. Được rồi. Năm mươi năm tám ký mắc vừa cho chị em ạ. A227 cũng chưa biết nữa chị ơi, không thì trưa không thì tối nhá, không thì trưa không thì tối nhá Lan Nguyễn ơi. A227 cứ theo dõi trong khung giờ đó, không thì 12 giờ trưa không thì 7 giờ tối nay. Rồi lên cho chị một con cột này thì bị hư rồi. Rồi chấm mày cho em đi nào mọi người ơi. 50-55 kg mắc vừa cho em ạ. 50-55 kg mắc vừa nha. Nghe chị về cảm thấy cái mùi giờ cái mùi trông trông ha. 50-55 kg mắc vừa, 50-55 kg mắc vừa nha. Đây cho em ạ. A13, 50-55 kg mắc vừa A13. A13. Đơn 3 cái đổ lên em chốt đơn chị ơi. Nhưng mà chị nào mà bây giờ mà có một cái là lắp một cái và em xài hết nha các chị ơi. Nên là các chị phải dán chốt đủ đơn cho em. Muốn dồn cũng dán chốt đủ đơn cho em để em. Chứ còn một cái, hai cái là em không có dồn hàng được các chị ơi. Rồi, con này thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn cho em này. Chất liệu vải đây. Còn nguyên tao mạc luôn cho em ạ, còn tem. Rồi A13 Hoàng Trâm. A13 Hoàng Trâm, chốt đủ đơn cho chị Hoàng Trâm nha. Rồi con này lên cho em ạ, còn tem. 55 kg quay là mặc vừa còn tem. 55 kg quay là mặc vừa cho em mã còn tem. Mã còn tem. Rồi cái này size nhỏ cho em này các chị ơi. Size nhỏ. 40-48 kg mặc vừa cho em mã size nhỏ này. Lên cho em mã hồng. 40-48 kg mặc vừa hồng cho em ạ. Hồng. Rồi lên màu rút cho các chị này. Rồi 45-55 kg mắc vừa nhé. 45-55 kg mắc vừa ạ. 45-55 kg mắc vừa A81 cho em ạ. A81 này. 45-55 kg mắc vừa A81 cho em. Cho em ạ A81 ạ. Rồi con này siêu đẹp luôn cho em này. Dành cho chị nào từ 40 này, 40-55 kg mắc vừa nha. 40-55 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy A282 chốt cho em A282. A282 chốt cho em A282. A282 này. Lên cho em A282. Ông là tìm. Rồi một con của Champion. 50-55 kg mắc vừa nha. Mà về nó ổn dữ vậy chị, đóng bên này tự cái này nó ổn quá. Ta làm thịt bây giờ. Thịt nướng. Rồi. Rồi, chị nào 50-55 kg mắc vừa nhé. Lên cho em A241, A241 này. Chấm mài cho em đi nào mọi người, A241 cho em. À vậy à, rồi ok mày cái. A282 Thùy Dung Trần. A282 Thùy Dung Trần này. Rồi lên cho chị một con màu đen này. 50-58 kg mắc vừa, 50-58 kg mắc vừa nha. 50-58 kg mắc vừa. A235. 50-58 kg mắc vừa A235. 50-58 kg mắc vừa A235. A235. A282 của Thùy Dung Trần. Rồi chị nào từ 40-53 kg mắc vừa tặng cho em, chốt cho em ạ tặng.
lên cho chị một con bra đen này, 235 hoàng trâm. 235 hoàng trâm. Rồi dành cho chị nào từ 50kg quay đầu mặc vừa lên trên mạng bra, 50kg mặc vừa, bra ngang. Tặng hoàng trâm luôn này, 235 hoàng trâm, tặng hoàng trâm. Hoàng trâm sáng cho thêm một con em gửi hàng nhé. Rồi cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 50-55kg mắc vừa ha. Lên trên mã hồng, 50-55kg mắc vừa hồng. 40-50kg mắc vừa, 40-50kg mắc vừa sọc cho em. 40-50kg mắc vừa sọc. Sọc. Rồi lên sàn cho các chị nè. Rồi 45-53kg mắc vừa. 45-53kg mắc vừa A101. 45-53kg mắc vừa A101 cho em ạ. A101. A101. Trời ơi cái này sao mà cưng dữ vậy. Bra Thúy Vi 101 Vi Thị Tươi. 101 Vi Thị Tươi. Bra là cái bra đây này. Rồi con này dành cho chị nào từ 40-48kg mắc vừa, 50kg mắc vừa, 40-50kg mắc vừa. Lên trên mạng rêu xinh chưa? Lên trên mạng rêu Vi Thị Tươi. À cái đó, Thùy Vi thích cũ. Lên trên mạng rêu con này, chốt trên mạng rêu. Rồi con này chị nào 75kg thì ít chị này. Con này chị nào có tầm từ 40-52kg mắc vừa, 52kg mắc vừa lên trên mã hồng. Cho trên mã hồng. Lên trên mã hồng. Ui dồi ui em cái này chứ. Chỉ cái đó đi. Lên trên mã hồng, em còn mã hồng nha mọi người. Em còn mã hồng nha. Chị nào lấy comment trên mã hồng. Rồi, một con bờ ra ngang. Lên trên mạng nu nha mọi người. 50kg quay đầu mặt vừa nu. Con này có mút lên trên mạng nu. 50kg quay đầu mặt vừa lên trên mạng nu có mút nhá. Rồi chị nào có tầm từ 40-53kg mắc vừa nhé. 53kg mắc vừa A209. 53kg quay là mặc vừa A209 á. 53kg quay là mặc vừa A209 á. A209. Mã nu cho chị Dung Bùi. Rồi một con sọc nè. 40-53kg mắc vừa sọc cho em. 40-53kg mắc vừa sọc. 40-53kg mắc vừa sọc. Mã nu đây của chị Dung Bùi. Tiên Trần sao mất à. Thôi xàm đây. Thu hết rồi nhé. Rồi dành cho chị nào từ 40-55kg mắc vừa nè. 40-55kg mắc vừa nha. A235, A253, A253. 40-55kg mắc vừa A253. 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 Rồi 60kg quay đầu mặc vừa cho trên mạng xanh. 60kg quay đầu mặc vừa xanh. 60kg mắc vừa xanh cho em ạ. 60kg mắc vừa xanh. 60kg quay đầu mặc vừa xanh. A253 hoàng trâm. A253 hoàng trâm. Không, cái kia kìa, cái hồng là sao. Ừ. Rồi
Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 50 58 ký móc vừa nha. A246. Không chị ơi, áo em mặc em không bán nữa. A246 cho em ạ. 50 58 ký móc vừa A246 cho em ạ. A246. A246 rồi lên cho chị một con xanh chuối. Rồi con này dành cho chị nào 40 52 ký móc vừa nha. 40 52 ký móc vừa xanh, 40 52 ký móc vừa xanh cho em ạ. 40 52 ký móc vừa xanh nha. Xanh. Bốn mươi năm mươi hai ký móc vừa trắng. Rồi một con bra nữa này. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 52 ký móc vừa bra. Rồi 40 52 ký móc vừa cho trên mã bra. Bra kèm luôn số trên mã 52 ký quay rồi mặc vừa lên trên mã bra. Mã bra. Rồi 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 tới 55 ký mắc vừa nha. A406. 45 55 ký mắc vừa A406. 55 ký quay lại mắc vừa A406 ạ. A406. Rồi từ 45 tới 55 ký mắc vừa. Bra tin trần chốt đủ đơn cho em nha. Bra tin trần chốt đủ đơn chị này. Rồi van xin trần xong hết rồi. Lên cho em này. 40 tới 53 ký móc vừa nha. A49. Cho cho em A49 ạ, lên cho em A49 đấy. A49 mọi người. A49 cho em ạ. Rồi cái này kiểu thiết kế nó vậy rồi nha. A49 hoàn trăm. Nó bị rách hay là bị thiết kế vậy ta? Thiết kế vậy hả? Đây. Rồi lên cho chị một con ren này. Rồi dành cho chị là tầm 60-65 ký quay đầu mặc vừa này. 60-65 ký mặc vừa chốt trên mã to. Chốt trên mã to nha mọi người, lên trên mã to này. 60-65 ký mặc vừa lên trên mã to. Mã to. Rồi con này bật ra cho em này. Dành cho chị nào 50-55 ký mắc vừa nha. Rồi 50-55 ký mắc vừa này. Chị yêu nào lấy comment A85. Rồi 50-55 ký mắc vừa A85. Chốt trên mạng A85. 50-55 ký mắc vừa A85. Rồi chị nào từ 48 này, 48 tới 55 ký móc vừa. 48 55 ký móc vừa, ai điện không chị ơi, điện là hàng đi rồi này. Chốt trên mã A79 này, lên trên mã A79 nhá. A79 ạ. Rồi một con hiệu của Nike này. Rồi một con hiệu của Nike nha mọi người ơi. 50-58 ký mắc vừa nhá. 50-58 ký mắc vừa. A44 cho em ạ. 50-58 ký mắc vừa A44 đấy. 50-58 ký mắc vừa A44 cho em ạ. A44. Còn nguyên tăng mạc cho em này. Rồi 40-48 ký mắc à 40-53 ký mắc vừa. 40-53 ký mắc vừa lên trên mã hoa. 40-53 ký mắc vừa mã hoa, còn nguyên tang mạc luôn trên mã hoa. Mã hoa và kèm luôn số trên mạng
Chốt cho em mã hoa tiên trần cũng chưa đủ đơn, dáng cho đủ đơn cho em đi chị ơi. Mọi người ơi, dáng cho đủ đơn cho em với nè. Chứ còn một cái là lát này em xả hàng nè. Không thì chị, các chị cứ comment màu đi, comment màu rồi em lên cho đủ đơn. Chứ bây giờ em like like như này không có người comment. Buồn ngủ lắm luôn á. Mã hoa hàng trăm hả? Hoa hoàng trâm. Rồi chị nào cỡ tầm từ 40 này, 45 tới 55 ký móc vừa. Rồi ok màu hồng hả? 45 55 ký móc vừa A107, chốt cho em A107. Đây màu hồng, có màu hồng. Hồng nhạt được không chị này? Không ạ. Hoa xanh, hoàng trâm. Rồi đây hồng nhạt đây chị này, chốt cho em mã hồng nha. Rồi từ 45 tới 55 ký móc vừa lên trên mã hồng. 45 55 ký móc vừa hồng. 45 55 ký móc vừa hồng. Màu nào cũng được, có mức lực, có mức ngực hả? Đây, cái này có mức ngực này chị này. Lên trên mã trắng con này. Siêu xịn sò. Lên cho em mã trắng nhá. 45 55 ký mắc vừa, con này co giãn nói chung tới 58 ký hiệu được luôn, tại vì cái phần đây là lưng, nói chung là cái này là chun cho em ạ. Rồi con này lên cho em mã trắng nhá mọi người, từ 45 tới 58 ký mắc vừa trắng cho em. Màu hồng nhạt chị Thùy Dung Trần. Rồi lên cho em mã trắng siêu đẹp luôn, có mút nha mọi người, cho em mã trắng này, cái này mặc xinh này. Có mút ngực nữa, mặc xinh này. Lên cho em mã trắng nhá mọi người, cho em mã trắng. Các chị cứ comment màu hoặc là các chị thích kiểu gì em lên kiểu đó đấy. Rồi 60-65 ký quay là mọc vừa ha. Rồi 60-65 ký mọc vừa A45, chốt trên mạng A45. Lên trên mạng A45 nha mọi người, lên trên mạng A45 này. A45. A45. Rồi cái này sẽ to cho em này. Rồi size này coi, size to. Size to cho em mà còn nguyên tang mạc luôn nha mọi người. Màu xám đấy. Chấm mai đi nào các chị ơi, không mua thì cũng chấm cho em để em qua mẫu cho các chị in như vậy em không có like được. Rồi lên cho các chị một con còn tem này, chốt cho em mã còn tem. 50 55 ký mắc vừa mã còn tem. 50 55 ký mắc vừa chốt cho em mã còn tem. 50 55 ký móc vừa chốt cho em mã còn tem. Mã còn tem. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 45, 45 55 ký móc vừa. 45 55 ký móc vừa này, còn tem hoàng trâm. 45 55 ký móc vừa A00. Chốt cho em mã A00. 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 Rồi dành cho chị nào tầm 50 này, 50 57 ký móc vừa. 50 57 ký móc vừa nha, A410. 50 57 ký móc vừa A410. A410 cho em ạ, 50 57 ký móc vừa. A410 nha. Rồi con này dành cho chị nào 50 55 ký móc vừa. 50 tới 55 ký móc vừa này. Mấy giờ rồi sao mà buồn ngủ dữ vậy? 50 55 ký móc vừa. Còn tên của chị Hoàng Trâm mà có thấy chị chốt gì đâu, chị Thùy Dung Trần ơi. Rồi lên cho em A226 này, A226. 50 55 ký móc vừa A226 cho em ạ. A226.
26 ạ. Rồi, dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 53 ký mặc vừa nha. Rồi 45 tới 53 ký mặc vừa mã đen. 45 tới 53 ký mặc vừa chốt trên mã đen này. Rồi 45 tới 53 ký mặc vừa đen. 45 53 ký mặc vừa đen. Rồi chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55 ký mặc vừa ha. 45 tới 55 ký mặc vừa. A219, A219. Rồi lên cho các chị một con ren này. Ren đen. Rồi 45 tới 55 ký mặc vừa lên trên mã ren, 45 55 ký mặc vừa ren. 45 55 ký mặc vừa ren. Đây nào. Có cô bé được coi à. Tự nhiên bị đá ra hết trơn à. Chấm bài đi nào mọi người. Em buồn ngủ quá. Rồi con này có mút cho em này. Lên chị Văn Si, lên chị Văn Si Trần. Chị Lan Trần xong mất rồi. Lên Văn Si Trần. Rồi dành cho chị nào 45 55 ký mặc vừa nha. 45 55 ký mặc vừa. Lên A108, A108. 55 ký quần mặc vừa. A108 nhá. Rồi 40 tới 52 ký mắc vừa, 40 52 ký mắc vừa. 40 52 ký mắc vừa A06. 40 52 ký mắc vừa A06 ạ, chốt cho em A06 này. A06 ren em hết rồi nha mọi người, A06. A06 kèm điện thoại luôn cho em A06 ạ. Này 108 Thùy Dung Trần. 108 Thùy Dung Trần. Rồi 40 tới 53 ký mặc vừa cho em ạ. 40 tới 53 ký mặc vừa A297, A297. 40 53 ký mặc vừa A297. A297 cho em ạ, A297 nha. 40 53 ký mặc vừa A297 cho em. A297 nha. Rồi xanh này. Rồi 108 Thùy Dung Trần rồi. Rồi con này còn nguyên tang mạch luôn cho em ạ, còn tem. Từ 45 tới 53 ký mặc vừa, 45 tới 53 ký mặc vừa lên cho em ạ, còn tem. 55 ký quần mặc vừa lên cho em ạ, còn tem. 45 55 ký mặc vừa mã còn tem. Cái mặc quần mà. Hả? Cái đó eo. Đó eo trên kia rồi, nãy chị đưa trên kia rồi mà. Rồi lên cho em mã còn tem, chỗ cho em mã còn tem. Chỗ để đó. Mã còn tem. Em được 4 cái phải không em? Chị được 4 cái phải không em? Hình như nhiều rồi mà đúng không? Thì Dung Trần. Thì Dung Trần như hơn 4 rồi. Bao nhiêu? 6 á. 5 cái thì Thùy Trần, Thùy Trung Trần ơi, 5 cái này chị, 5 cái nha. Rồi con này chị nào 50 55 ký mắc vừa nhé, 50 55 ký mắc vừa. Chị yên nào lấy có màn A69, 50 55 ký mắc vừa A69 á. 50 55 ký mắc vừa A69 cho em. A69. A69 ạ. Chỗ kệ nào cháu
Rồi dành cho chị nào cỡ tầm từ 45 tới 53 kg mắc vừa. 45 tới 53 kg mắc vừa nha. A403 chốt cho em mã A403 này. A403 nha mọi người. Tới 55 kg mắc vừa nha. 40 55 kg mắc vừa này. A407, A407, 40 55 kg mắc vừa, A407 cho em ạ. A407 nha. Rồi lên cho chị một con đen size to này, 50 tới 55 kg mắc vừa. 50 55 kg mắc vừa. 50 55 kg mắc vừa. A400. 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 A400 hàng trăm. 40 tới 55 kg mắc vừa, 40 55 kg mắc vừa. A280, 45 kg mắc vừa, A280. 45 55 kg mắc vừa, A280. Con này có múc ngực nha, A280. Cho chị em A280. Rồi này. 50 58 kg mắc vừa cho em ạ, 50 58 kg mắc vừa. Chốt cho em ạ, A66 ạ, A66, 50 58 kg mắc vừa, A66. A66 này, 50 58 kg mắc vừa, A66. 280 công lưu phương. Trước chứ. Cho đủ đơn nha mọi người. A66 công lưu phương luôn. Rồi con này còn tem mạc luôn cho em ạ, còn tem này. Rồi chị nào từ 40 55 kg mắc vừa mã còn tem. 40 55 kg mắc vừa mã còn tem. 40 55 kg mắc vừa cho em còn tem. Còn tem. 40 55 kg mắc vừa còn tem. Rồi con này còn nguyên mạc luôn cho em ạ. À. Tên cho chị nào từ 40 55 kg mắc vừa nha. 40 55 kg mắc vừa. 40 55 kg mắc vừa A132. 40 55 kg mắc vừa A132. A132. 40 55 kg mắc vừa A132. Rồi cho chị em ạ, A06 này. Còn tem tiên trần dồn đơn. Tiên Trần có đâu chưa? Còn tên Tiên Trần rồi, cho thêm một con nữa Tiên Trần ơi. A06 cho em ạ, 55 kg qua đồng của A06. 55 kg qua đồng của A06. Rồi, màu này là màu à? Màu xám xám, không phải màu xám mà xám lu. Rồi 40 55 kg mắc vừa nhá. 40 55 kg mắc vừa A13, A152. 40 55 kg mắc vừa A152, chốt cho em A152. 40 55 kg mắc vừa A152. A152. Cho em A152. Rồi 40 tới 52 kg mắc vừa, 40 52 kg mắc vừa nhá. Cho em A83, A83. A83 này, 52 kg quay đầu A83. Cho em A83. Rồi 45 tới 55 kg mắc vừa nha. 45 tới 55 kg mắc vừa. 45 55 kg mắc vừa A52. 45 55 kg mắc vừa A52. 45 55 kg mắc vừa A52. Chốt cho em A52. A52. Trời ơi, cả cả không có. A52. Rồi lên cho chị một con màu đen này, 50 55 kg mắc vừa mã đen.
132 Thiên Ly Lam. 132 Thiên Ly Lam. 152 Lê Thu Bền, cái cũ. 50 55 ký mặc vừa đen. 50 55 ký mặc vừa đen. 40 tờ 48 ký mắc vừa này. 40 tờ 48 ký mắc vừa nha. 40 48 ký mắc vừa. A422 cho xem A422. A422. Đen công lưu phương. Đen công lưu phương. Có A52 không chị? A52 đâu? A52 Lê Thu Bền. Rồi A422, A422. A422. Rồi chị nào từ 45 tới 55 ký mắc vừa. 45 55 ký mắc vừa. A60 chốt cho em A60. Đen hết. A60. A60 nha mọi người, A60 cho em ạ. A60. Rồi xanh này. Chị nào từ 40 này, 40 tới 53 ký mắc vừa xanh. 40 53 ký mắc vừa xanh. 40 53 ký mắc vừa xanh cho em ạ. 40 53 ký mắc vừa. Mã xanh nha mọi người. 435 4053 ký mặc vừa xanh. Rồi 40 tờ 48 ký đó. 40 48 ký mặc vừa nha, 40 48 ký mặc vừa này. Chốt cho em A120, A120. 40 48 ký mặc vừa A120. A120. Xanh hoàng trâm. A120. Rồi 50 tới 55 ký mắc vừa A60 Lê Thu Bền. 50 55 ký mắc vừa mã trắng, 50 55 ký mắc vừa trắng. 50 55 ký mắc vừa trắng cho em ạ. Trắng. Rồi con này dành cho chị nào 50 58 ký mắc vừa này. Rồi 50 58 ký mắc vừa lên cho em ạ to. Con này có mút cho em ạ to. Kiểu này xinh này. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa, 50 58 ký mắc vừa nha. 50 58 ký mắc vừa A109. 50 58 ký mắc vừa A109 cho em. 50 58 ký mắc vừa A109. 50 58 ký mắc vừa A109. Rồi xanh nữa này. 50 58 ký mắc vừa nhá. 50 58 ký mắc vừa này. A245, 50 58 ký mắc vừa A245. 50 58 ký mắc vừa A245 cho em ạ. A245. 50 58 ký mắc vừa A245 ạ. A245. Rồi con này còn nguyên tăng mạc luôn cho em này. Mã to cho chị TPH, PH này. TBPH. Rồi con này 40 52 ký mắc vừa còn tem, 40 52 ký mắc vừa còn tem. 40 52 ký mắc vừa còn tem. Rồi cho che mã sọc nha mọi người, lên che mã sọc 40 50 ký mắc vừa sọc che mã. 40 50 ký mắc vừa sọc này. Sọc nha. Rồi con này siêu đẹp luôn, có nút gạo ở phần phía trước như vậy nha các chị ơi. Đây. Có không có cái gọi là cái gì tê kéo. Tê kéo ở đằng trước như vậy nha mọi người ơi.
Nên cho chị nào 50 tới 58 ký mắc vừa, 50 58 ký mắc vừa trên. 50 58 ký mắc vừa A209. 50 58 ký mắc vừa A209 con này nha. Rồi 50 58 ký mắc vừa A209 ạ. Còn tem, còn tem Lê Thu Bình bền 209 Hoàng Trâm 50 tới 55 ký mặc vừa A429, 50 55 ký mặc vừa A429, 50 55 ký mặc vừa A429 cho em ạ. A429 á. Rồi chị nào từ 40 tới 50 ký mặc vừa, 40 50 ký mặc vừa nha. 40 50 ký mắc vừa A98. 40 50 ký mắc vừa A98. 40 50 ký mắc vừa A98. Chốt cho em A98. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa nhá. 40 55 ký mắc vừa này. 40 55 ký mắc vừa ha. Chốt cho em A234. 55 ký qua đầu A234 này, chấm bài lên đi nào mọi người. A234. À hai không ký đã hết rồi. Em còn A234. A209 của hàng trăm rồi đúng không? Em còn A234, chị nào lấy comment A234 này. A34 hàng trăm. Rồi chị nào tầm 50 55 ký mắc vừa này, 50 55 ký mắc vừa. 50 55 ký mắc vừa này. Chị nào lấy comment A202. 50 55 ký mắc vừa A202. 50 55 ký mắc vừa A202. A202. Áo ren này. 60 65 ký mắc vừa ren. 60 65 ký mắc vừa ren. 60 65 ký mắc vừa chốt cho em ren. 60 65 ký mắc vừa ren. Rồi xám này. 40 55 ký mắc vừa xám cho em ạ. 40 55 ký mắc vừa xám có mút cho em ạ. 40 55 ký mắc vừa xám. Xám nhá. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa, 40 tới 50 ký mắc vừa. 40 50 ký mắc vừa này. A102. 40 50 ký mắc vừa A102. 40 50 ký mắc vừa A102. Red có lưu phương. Red có lưu phương. Mã xám. Xám là cái nào chị? 202 Lê Thu Bền. Xám đây. Xám có mút ạ. Xám cho chị Hoàng Trâm. Rồi lên cho các chị áo ren nữa này. 50 55 ký mắc vừa nha, 50 55 ký mắc vừa. Có mút cho em ạ, A46, A146. A146 nha các chị ơi, A146 cho em ạ, A146. Rồi 40 tới 55 ký mắc vừa này, 40 55 ký mắc vừa sọc hai bên như vậy nha. 40 tới 55 ký mắc vừa. A146 chị Công Lưu Phương. 40 55 ký mắc vừa. Chốt cho em A196, A196 cho em A196 đấy. A196 nhá. A196. Rồi cái này của bé này. 30 35 ký mắc vừa lên cho em ạ bé ạ. 30 35 ký mắc vừa chốt cho em ạ bé này. A146 con nó kì. À hết rồi. Lên cho em ạ bé. Ủa khổ quá.
Rồi 1 vừa 6. 1 vừa 6 em hết rồi. Rồi lên cho các chị một con ren này. Một con ren hồng, chốt cho em mã hồng nha. Mã hồng này. Mã hồng cho em nha. Dành cho chị nào cỡ tầm từ 50-55kg mặc vừa. Lên cho em mã hồng. 50-55kg mặc vừa lên cho em mã hồng nha. Hồng kèm số cho em ạ. Chùa các chị ơi. Lên cho em mã hồng. Chất tỉnh nhá. Hả? Cho tỉnh nhá. Mã hồng. Em còn mã hồng nha mọi người. 50 tới 55 kg mặc vừa nha. 50 55 kg mặc vừa. A412. 50 55 kg mặc vừa A412 cho em A412 này, A412 nhá. A412. Mà ơi nó chua. Rồi 50-55kg mặc vừa nha. 50-55kg mặc vừa lên cho em ạ. Sọc 50-55kg mặc vừa sọc cho em ạ. 50-55kg mặc vừa cho em ạ. Sọc. 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 Rồi con này thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn cho em nha. Dành cho chị nào tầm 50-58kg mắc vừa này. 50-58kg mắc vừa. 50-58kg mắc vừa ha. Cho chị mặc A96 ạ. 50-58kg mắc vừa. 50-58kg mắc vừa. Lên cho em A96 ạ. Cho chị mặc A96. Đóng cửa. A96 ạ. A96. Rồi 10 tới 52kg mặc vừa. Có ba la chị Vân Tuyết ơi. Cho trên mã A248 lên trên mã A248 này. Mình ngủ và ăn chanh cái miếng này. Còn tĩnh hơn cà phê. Rồi kiểu bra ngang hay là kiểu sao chị ơi? Kiểu bra ngang hay sao nè? A96TPPH nè. A96TPPH nè. Cái này như kiểu dạng của bé nha mọi người. 30-35kg mặc vừa bé cho em. 30-35kg mặc vừa bé cho em ạ. 30-35kg mặc vừa bé nhá. 30-35kg mặc vừa cho em mặc bé. Mặc bé nhá. 30-35kg mặc vừa bé. Rồi đen này. Rồi 50-55kg mặc vừa cho em này mọi người này. 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa. Chốt cho em A86. 50-55kg mặc vừa A86 cho em ạ. 50-55kg mặc vừa. Cứ lên bra. Bra hở. Bây giờ thì bra để em coi cái nào. Biết còn không nữa ấy, chị ơi. Nãy đầu like thì còn nhiều. Rồi lên cho chị này. Một con hiệu của Nike. 40-52kg mặc vừa. Lên cho em ạ hiệu. 40-52kg mặc vừa hiệu. 40-52kg mặc vừa hiệu cho em ạ. 40-52kg mặc vừa hiệu nha. 40-52kg mặc vừa hiệu. 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 Rồi con này cũng đẹp luôn này. Trời ơi. Rồi chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55kg mặc vừa luôn cho em ạ. 45 tới 55kg mặc vừa luôn nha. Chị yêu nào lấy comment cho em ạ. A10 hàng trăm ngỡ hiệu. Lên cho em ạ A10 A10. Cho cho em ạ A10. Trời ơi đắng quá. Rồi cái này size to cho em này mọi người này.
Rồi cái này size to nha các chị ơi, size to này. Rồi dành cho chị nào 60 kg quay đầu mặc vừa mã to, 60 kg quay đầu mặc vừa nha. 60 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã to, to. Rồi lên cho chị một con màu. Ôi giời, cái quần. Cái này quần mới à. Quần hiệu em hết rồi, còn nó bị lỗi rồi. Rồi dành cho chị nào từ 40 tới 55 kg mặc vừa, 40 tới 55 kg mặc vừa nha mọi người, 40 55 kg mặc vừa. Chốt giùm em là A421, A421, 40 55 kg mặc vừa A421 trên nha, A421 nha mọi người, A421. Rồi một con hiệu của Nike nữa này, một con hiệu của Nike chốt cho em mã đen. Trời ơi xinh chưa, 55 kg quay đầu mặc vừa lên trên mã đen, 55 kg mặc vừa đen cho em này, 55 kg mặc vừa đen nha mọi người, 55 kg mặc vừa đen ạ, 55 kg mặc vừa đen, 55 kg mặc vừa đen. Đen này cho chị Dung Bùi. Đen chị Dung Bùi. Rồi cái này dành cho chị nào cỡ tầm 55 kg quay đầu mặc vừa xám cho em ạ, 40 55 kg mặc vừa nha. Rồi 40 55 kg mặc vừa xám cho em ạ, xám. 40 55 kg mặc vừa xám. Rồi chị nào từ 40 này, 40 tới 52 kg mặc vừa nha. Rồi 40 tới 52 kg mặc vừa chốt cho em mặt trắng con này nha mọi người, lên cho em mặt trắng. 40 tới 52 kg mặc vừa chốt cho em mặt trắng ạ. 40 52 kg mặc vừa trắng cho em. Trắng. Rồi 40 này, 40 50 kg mặc vừa. 40 50 kg mặc vừa, A430. A430. Lên cho em mặt A430, A430. A430 mọi người, A430. Rồi dành cho chị nào này. Tầm 40 50 kg mặc vừa, 40 50 kg mặc vừa nha. Rồi 40 tới 50 kg mặc vừa. Chị em nào lấy con mặt A07 cho em ạ, A07 này, A07 nha mọi người. A07 cho em ạ. A07. Rồi con này có nút gài luôn cho em này. Con này có nút gài luôn nha. Dành cho chị nào từ 40 tới 52 kg mặc vừa, trắng Thu Hà Võ. Thu Hà Võ cho thủ đơn cho em luôn nha. Rồi tầm 40 tới 50 kg mặc vừa nha, 40 50 kg mặc vừa. 40 50 kg mặc vừa A115. 40 50 kg mặc vừa A115. 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 Rồi, dành cho chị nào từ 40 tới 53 kg mắc vừa này. 40 tới 53 kg mắc vừa 249, A249. 40 53 kg mắc vừa A249 cho em ạ, A249 á. A249 nhá. Rồi 50 tới 57 kg mắc vừa này. Rồi 50 tới 57 kg mắc vừa nha. 50 57 kg mắc vừa A228. 50 57 kg mắc vừa A228. 50 57 kg mắc vừa A228. Cho chị em A228 á. Rồi chị nào 40 50 kg mắc vừa này. 40 tới 50 kg mắc vừa nha. 40 50 kg mắc vừa. A420, A420. A420 này, chốt cho em A420 ạ. A420.
Rồi chị nào từ 40 tới 55 kg mắc cua luôn, che bạc 40 55 kg mắc cua nha. 40 tới 55 kg mắc cua này. Rồi 40 tới 55 kg mắc cua nha. Chị nào lấy comment A139, A139 này, 40 55 kg mắc cua. A139. A139. A139 nhá, A139 ạ. Rồi 40 tới 50 ký mắc vừa này, 40 tới 50 ký mắc vừa nhá. 40 tới 50 ký mắc vừa A99 cho em ạ, A99 này. 40 50 ký mắc vừa A99 nhá. A99 này, 40 50 ký mắc vừa. Các chị không chốt nữa là em xuống like nhá mọi người ơi, bây giờ em xuống like nhá. A99 cho em ạ. Các chị hôm trước là em xuống like nha mọi người ơi. Trưa nay em like tiếp nha. Một ba chín thu hạt đó. Một ba chín cái đó đó. Phải không? Dạ, cái này không? Phải cái này không? Cái sáng sáng ạ. Thu hạt bỏ mấy con này? Chị Thu Hà bảo rằng chốt thêm một con đi rồi em xuống like đấy chị ơi. Chứ like kiểu này em không có like được nè. Chốt một con nữa chị ơi. Rồi con này dành cho chị nào từ 40 này, 40 tới 53 kg mắc vừa, 40-53 kg mắc vừa, 40-53 kg mắc vừa xanh, 40-53 kg mắc vừa xanh cho em ạ. 40-53 kg mắc vừa chốt cho em ạ, xanh. Xanh kèm điện thoại luôn cho em ạ, xanh. 40-53 kg mắc vừa xanh nha. Xanh nha mọi người. 50 tới 55 ký mắc vừa, 50 tới 55 ký mắc vừa. 50 tới 55 ký mắc vừa nha. Cho em A229, 50 55 ký mắc vừa A229. 50 55 ký mắc vừa A229 cho em ạ, A229 này. 50 55 ký mắc vừa A229. A229. Biết rồi, em thấy rồi chị ơi. A229. Rồi con này dành cho chị là tầm 50-55 kg mắc vừa, một con của Puma. Lên cho em mã hiệu. 40-55 kg mắc vừa hiệu cho em. Rồi 40-55 kg mắc vừa hiệu này. Bà ra ngang hay là bà ra sao chị ơi? Kiểu bà ra ngang phải không? Để em coi đã, nếu mà có thì em để cho. Rồi lên cho em mã hiệu nhá, 55 kg mắc vừa hiệu này. Nhưng bây giờ em xuống like chứ chị ơi, kiểu này em không có like được. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 50 kg quay đầu, 52 kg quay đầu mặc cù ha. 52 kg quay đầu mặc cù này. Chốt cho em A423 hiệu Lan Trần. A423 nha mọi người. A423 này. Chốt cho em A423. Rồi con này còn nguyên tang mạc luôn, che mà chốt che mạ tem nha mọi người, chốt che mạ tem này. Tem nha. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa lên che mạ tem, 55 kg quay đầu. 40-55 kg mặc vừa lên che mạ tem. 40-55 kg mặc vừa lên che mạ tem. Rồi lên che mạ đỏ này, chỉ là tầm 50-55 kg mặc vừa đỏ cho em. 50-55 kg mặc vừa đỏ ạ. 50-55 kg mắc vừa đỏ nha mọi người. Đỏ cái gì hơn chứ em thử cái ai.